Xin chào quý vị thính giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. mấy các bạn đón nghe tập 11 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối tác giả Thánh Yêu. Cuối tập 10, Tô Lương Mạt bị trúng độc tại quán nước Dương Quang. Ai là người hạ thủ? Liệu Chiêm Đông Kình có cứu được cô hay không? Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạt mạt, cậu đừng dọa mình mà. Tôi lương mạt như người một cái Nằm ngửa xuống ghế sofa Nghiêm nghệ kêu lên sợ hãi Hai cô gái bên bàn 28 thấy thế đứng dậy rời đi Nhân viên phục vụ chạy đến trước tiên Có chuyện gì vậy Bạn của tôi ngất xỉu nên gọi xe cứu thương Nghiêm nghệ đẩy đồ trong tay Vòng qua cái bàn đến bên cạnh lương mạt Mặt mạt, cậu tỉnh lại đi Cậu làm sao thế Phục vụ đang gọi điện thoại Nghiêm nghệ bị hù dọa đến luống cuống tay chân Lôi túi sách bị tôi lương mạt đè dưới người ra Ở bên trong tìm thấy di động của cô mở nhật ký của gọi bên trong hơn phân nửa ghi chép trò chuyện đều là chiêm đông kình cô không chút nghĩ ngợi bấm nút gọi người nói chuyện gần nhất với lương mạt nghiêm nghệ đưa di động đến bên tay cấp đến độ tim tùy thời có thể nhảy ra ngoài chiêm đông kình vừa tới hổ đông di động trên bàn trà rung lên hắn nhìn thấy là lương mạt cũng không nhận tàu cát đem chuyện phiền toái hai ngày nay nói cho hắn nghe đầu kình hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động khó khăn lắm mới ngừng một chút lại tiếp tục sáng lên Tống Các dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Dừng lại làm gì? Nghiêm Nghệ không gọi điện thoại được, lại xem phía dưới, ngày sát của gọi của Đông Kình là của Tống Các, cậu đưa tay bấm, lúc Tống Các nhận được điện thoại của Lương Mạt đã cảm thấy có chuyện. "Kình thiếu à?" Đông Kình cũng hỏa hoãn nộ khí, Lương Mạt bình thường chưa bao giờ chủ động tìm Tống Các, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? "Nhận đi." Vừa dứt câu, ngón tay Tống Các đã sớm nhấn nút trả lời, tiếng khóc của Nghiêm Nghệ xuyên qua điện thoại truyền đến rõ ràng. Cứu mạng, mặt mạt ngất xỉu, xảy ra chuyện rồi. Cô nói rõ ràng đi. Sắc mặt Tống Các không khỏi trầm xuống. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, đột nhiên ngã gục xuống đây không nhúc nhích. Các cô ở đâu? Tiệm cà phê Dương Quang, bên cạnh quảng trường khu mua sắm. Ánh mắt Tống Các liếc về phía bóng dáng Đông Kình vọt ra khỏi cửa, hắn vội vàng cốp điện thoại. Xe của Đông Kình còn nhanh hơn xe cứu thương một bước. Nghiêm Nghệ đang đứng trong tiệm, lúc Đông Kình chạy đến, liếc mắt liền thấy một đám người, Hắn bước ba bước lên trước Người bu đến xem náo nhiệt rất đông Hắn đưa tay đẩy một cái Tô lương mạc nằm trên ghế sofa Sắc mặt trắng bệch Tim đông kình nhảy dựng lên Một khắc trước cô còn chọc giận hắn Bây giờ lại ngã lăn ở đây không động đậy Hắn bước nhanh đến bên cạnh cô Đưa tay ôm cô vào ngực Lương mạc Đầu cô mềm mại tựa vào vai hắn Chìm đông kình đưa tay giỏ xét hướng khóe miệng cô, nhìn thấy một ít bọt màu trắng không rõ, chắc chắn là trúng độc nghiêm nghệ che miệng khóc căn bản không biết tại sao lại như vậy đông kình nhìn thức ăn trên bàn tống các đứng ngay phía sau hắn người ở đây không một ai được phép đi ra ngoài tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước vâng người xem náo nhiệt ở bên cạnh rối rít mở miệng dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi các người là ai đúng đấy ngoài cửa vài tên đàn ông tiến vào tống các bảo bọn họ canh gác ngoài cửa đông kình ôm lấy lương mạt lúc đi ngang qua cạnh nghiêm nghệ đưa mắt nhìn cô ấy tống các Mang cô ta về Các người muốn đưa tôi đi đâu chứ Nghiêm nghề đã khi nào gặp qua người cậy mạnh như vậy Tống cát tiến lên giữ chặt cánh tay cô Đi thôi Hai cánh tay lương mạt vô lực rủ xuống bên cạnh Đông kỷ nhìn thấy bộ dạng này của cô Vẻ cứng rắn trên gương mặt tuấn tú Bị đập vỡ nát Lộ ra bối rối không giấu được Tôi lương mạt không biết mình đã trải qua Quá trình cấp cứu ra sao Cô chỉ cảm thấy chết cũng không hơn gì cái này Tản thân khó chịu như bị tàn phế mơ hồ có người cắm cái ống thật dài và sâu trong dạ dày của cô âm thanh của máy móc kiểm tra vang dội một hồi lâu bên tai trong đầu ong ong khó chịu thật muốn chết cho xong nhưng cô còn ba còn mẹ còn em trai lương mặt hoàn toàn dựa vào chút ý chí cuối cùng chống đỡ mạnh mẽ đồng kỳ ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu biểu hiện của tống cát còn sốt ruột hơn hắn đi lại không yên trước cửa ánh mắt đông kỉnh dán chặt vào bức tường trắng toát trước mặt hắn mím chặt bôi ngoại trừ khuôn mặt đông cứng lạnh lẽo không nhìn thấy gì khác thường tổng các nhận điện thoại xài bước đi tới chỗ chiêm đông kỉnh bên này kính thiếu người đi cùng với tô tiểu thư bị giam lỏng rồi nhưng cha hỏi không được manh mối nào hữu dụng chỉ nói là đột nhiên té xỉu tiếp tục hỏi vâng đợi một chút đông kỉnh lại mở miệng trước tiên không cần động tới cô ta đợi lương mà tỉnh lại xác định quan hệ của hai người rồi hãy nói tiếp vâng tổng các xoay người gọi điện thoại hai vai căng cứng của đông kình không cách nào buông lỏng được Do hai đầu lông mày hắn trải qua chút lo lắng nhưng chỉ trong nháy mắt lập tức che giấu cực nhanh cửa phòng cấp cứu mở ra y tá bên trong vội vàng tới lui đông kình đứng dậy sao rồi vẫn đang cấp cứu cân xanh hai bên thái dương của hắn kéo căng lên lại cố gắng ngồi xuống tống cát cốp điện thoại đứng bên kia hành lang đông kình đan hai tay vào nhau không còn tay chống giữa chán bộ dạng hiện tại không còn bóng dáng cao lớn thường ngày mà bị đè ép thành một đoàn chiếu rõ cái bóng trên nền gạch men tổng các nhìn ra được đông kình là đang lo lắng quả thời gian cứu chữa hơn một buổi chiều tô lương mạt mới được đưa vào phòng bệnh kiểm tra trong cơ thể cô phát hiện được thành phần hóa chất độc hại quả nhiên là trúng độc đầu kình đứng trước cửa sổ đến giờ này tim vẫn còn đang nhảy lên kịch liệt loại hóa chất này độc tính rất mạnh nếu như lúc lương mạt phát độc không có người bên cạnh có khả năng bây giờ đã chết rồi Cô nằm trên giường bệnh, tóc dài màu đen toàn bộ áp ra phía sau gáy, làm cho khuôn mặt càng thêm nổi bật. Lương mạt cho dù hôn mê cũng có thể cảm thấy khó chịu. Đến sau nửa đêm, ý thức của cô bắt đầu hồi phục. Lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực giống như bị lửa thiêu đến hoại tử, giờ mỗi hơi thở đều muốn ói. Cô cố sức mở mắt, nhìn thấy cửa sổ có một bóng người. Cổ họng lương mạt vẫn còn ách, khẽ hé miệng muốn nói chuyện. Đông kỳ nghe thấy động tĩnh, xoay người đi tới cạnh giường của cô, Lương mặt phát hiện ra mình còn sống Tới lúc cô cảm thấy có gì đó không ổn Thì liền sợ hãi Cô nhìn chằm chằm gương mặt ẩn dưới ngọt đèn của đông kình Nước mắt lương mặt chảy xuống Cô đưa tay muốn kéo hắn Lại thấy người đàn ông đứng đó Giống như không hợp tác Cô thu tay lại Ánh mắt nhìn về phía đông kình kinh ngạc mà bơ hồ Em bị trúng độc Kiểm tra trong dạ dày em Với lo nước đã uống đều tìm thấy có chất độc May mà phát hiện kịp thời Làm sao lại như vậy Lương Mạt cố sức nhớ lại tình cảnh lúc đó Tôi chỉ uống một lon coca Vẫn còn đậy kín Từ hình ảnh của cam giám sát Lúc ấy có hai người phụ nữ ngồi ở vị trí ngay phía sau em Chắc hẳn là bọn họ hạ thuốc Đông kình nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Lương Mạt Cũng không nói một câu quan tâm Tôi Lương Mạt quay đầu đi Nhưng em không có đắc tội với ai cả Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời khiêu khích Của thẩm tâm lê hôm đó Mà thuộc hạ của cô ta vừa đúng là nhóm phụ nữ Được huấn luyện để giết người Vẻ mặt tôi lương mạt bắt đầu kích động nhất định là thẩm tâm lê nhất định là cô ta em có chứng cứ gì lần trước cô ta đã cảnh cáo tôi cô ta nói muốn đối phó với em không nhất định sẽ thực sự giết em điểm này cho dù tới đâu em cũng nói không thông giọng châm đông kình lạnh nhạt trước nay chưa từng có lương mạt bình tĩnh lại hiện tại mới nhớ rõ vẻ lạnh nhạt xa cách trên mặt người đàn ông cô nghĩ hắn là vì chuyện lưu giản mà không thoải mái nhưng bây giờ cô sống dở chết dở lương mạt có có thể kìm nén khó chịu chính cô ta làm tôi dám khẳng định lẽ nào tới trước mặt cô ta em cũng nói những lời như thế này sao em được coi là gì em nói nhất định người khác liền phải nghe theo sao tôi lương mạt có tin trợn tròn mắt đầu óc càng thêm choáng váng lợi hại đông kinh bây giờ không có chứng cứ em nhặt lại được cái mạng này đã coi như em lớn mạng rồi tôi chịu tội chẳng lẽ phải chịu không sao tôi lương mạt đè nén tiếng nói thật thấp. đúng nhưng anh rõ ràng cũng biết là cô ta Tôi lơ mạt không tin Thông minh như hắn, hắn sẽ không nghĩ ra được Tôi không biết Trên đông kình là một mực phủ nhận Hai người kia vốn không phải là thuộc hạ của thẩm tâm lê Cũng không có ai thấy bọn họ làm như thế nào để hạ độc em Cho dù tôi tin tưởng trực giác của em Tôi cũng không thể làm gì thẩm tâm lê được Thân thể tôi lơ mạt khó chịu Càng lúc càng chống đỡ Không chống đỡ được hàn ý cùng thất vọng Lan tràn trong lòng Từ trên mặt đông kình cô không nhìn ra được Chút nào lo lắng hay quan tâm Chóp mũi lương mạt chua xót Chịu đựng khó chịu nói ra Thẩm tâm lê nói Cho dù có ngày cô ta ở sau lưng anh rời thủ đoạn mờ ám Anh cũng sẽ không làm gì cô ta Đúng không Đông kình không trả lời Nhưng lại nhạt trong mắt đã nói cho cô biết đáp án Hốc mắt lương mạt bờ mịt rồi thành ướt át Đột nhiên bật khóc Nhưng anh không có tình cảm với cô ta không phải sao Tôi chưa từng nói tôi không có tình cảm với cô ta Giọng điệu trên đông kình không nóng không lạnh Tôi lương mạt nhìn vào mắt đột nhiên có chút khó ưa lúc người đàn ông nói những lời này vẻ mặt vô thần sắc bộ dáng kia giống như đang nói hắn càng chưa bao giờ nói với cô hắn đối với cô có tình cảm cô im lặng không lên tiếng mệt mỏi lợi hại đông kình để một chân của cô gắn cách với cô một khoảng ngồi xuống mép giường tại sao em không nghi ngờ là bạn của em hạ độc em nghiêm nghệ tôi lương mạt bây giờ mới nhớ ra cô ấy sao rồi không có chuyện gì chứ lúc đó chỉ có cô ta ở gần em nhất không thể nào lương mạt biết chỉ cần cô nói sai dù nửa câu cũng đem tới phiền phức cho nghiêm nghị thứ tôi uống cô ấy không hề chạm tới một ngụm từ khi tôi đi vào đến khi phát độc cô ấy cũng không rời tôi một bước Hống hồ đồ uống là tự tôi chọn đã cẩn thận đến như vậy rồi làm sao còn cho người khác cơ hội ra tay lương mạt nhìn gương mặt người đàn ông vẫn xa cách như cũ khó lòng phòng bị huống hồ người ta thường muốn hại tôi chết ánh mắt đông kình mờ mịt không rõ tôi lương mạt người dậy một kéo ống tay của hắn không liên quan tới bạn của tôi cô ấy còn mang thai trong nhà chắc chắn rất sốt ruột anh giúp tôi sai người đưa quấy trở về đi tay của cô rốt cuộc cũng không thể nắm được thứ gì đông kình để tay trên đầu gối dường như cách cô rất xa thì ra chỉ có mình cô đưa tay là không đủ cô đi lên trước thì nhất thiết phải vượt qua hai bước gian nan một hồi tiếng sột soạt chuyển tới ngước mắt nhìn thấy chim đông kình đứng trước giường em nghỉ ngơi đi đã mời hộ tá đặc biệt rồi Đấy lát nữa sẽ tới đây với em Tôi lương mạt không ngờ hắn muốn đi Cô mở to hai mắt cô khóc nhìn hắn Đông kính đưa điện thoại di động cho cô Chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi Sau đó cứ như vậy ra khỏi phòng bệnh Đến khi cửa khép lại Lương mạt mới đột nhiên hoàn hồn Cô kéo mền phủ lên mặt Nước mắt nhất thời không nhịn được chảy xuống Trong phòng bệnh yên ắng không một tiếng động Tiếng bước chân hắn bỏ đi bị phóng lên to nhất Tôi lương mạt khóc thành tiếng Cô cảm thấy khó chịu Cô suýt nữa thì chết nhưng bây giờ lại không có ai ở bên cạnh Bà mẹ chạy trốn ra nước ngoài Đến giờ chưa có tin tức Lúc đầu cô không cảm thấy cô độc Bởi vì có chim đông kỉnh ở đây Tôi lơ mặt trốn trong chăn không dám chui ra ngoài Cô sợ một mình đối mặt với cô đơn Cô nôn khan thành tiếng Trong dạ dày lại thủy chung quận ngược Có thể coi như bây giờ cô chết ở đây Cũng không có ai biết Hộ tá đi tới nghe thấy trong chăn có tiếng khóc Cũng không nói gì Chỉ là nhìn xem bình nước biển Xác định không có chuyện gì Sau đó ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi Bờ chân trên đồng kình nặng nề đạp lên hành lang Trong ta chỉ có tiếng bước chân vọng lại Hắn cũng không dừng lại Chỉ là trong nháy mắt lúc đi ra khỏi bệnh viện ngẩng đầu nhìn lên tầng 13 khu nội trú Tôi lương mặt cho tới ngày thứ hai Cả người vẫn chưa tỉnh táo lại được Buổi sáng không ăn được gì Chỉ muốn ói Bác sĩ nói là phản ứng bình thường loại hóa chất này tổn hại tới dạ dày rất lớn Cần phải nằm viện điều trị Cô nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ Trong phòng bệnh có máy điều hòa Nhiệt độ điều chỉnh ở mức ổn định nhưng cô nhớ cảm giác ở bên ngoài Được ánh mặt trời chiếu tới Tầng 13 rất cao Nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng Đến một mảnh màu xanh lá cây ấm áp Cũng không thấy được Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân Là âm thanh lạch cạch của giày cao gót nhất định không phải hộ sĩ Lương mạt quay đầu Thấy thẩm tâm lê như cười như không Đi thẳng tới bên giường cô Lương mạt nhìn quanh bốn phía Nhưng làm gì còn bóng dáng của hộ sĩ Thẩm tâm lê tiến tới để lại bà phai lương mạt muốn ngồi dậy đã bệnh đến như vậy rồi Nằm đi khách khí với tôi làm gì chứ Lương mạn bị cô ta đè trở lại Đầu váng mắt hoa Thậm chí đến ký lực nói chuyện cũng không có Thẩm tâm lê trang điểm kỹ càng Cô ta ngẩng đầu nhìn bình nước biển Nghe nói là bị hạ độc à Chắc rất khó chịu đi Cô không cần giả bù xa mưa Xem cô kìa tôi là thật sự đang quan tâm cô Thẩm tâm lê áp sát lên trước một chút Hai mắt nhìn quanh bốn phía xung quanh Đông kình cũng thật là ngay cả hộ vệ trước cửa cũng không có Phòng bệnh cũng không để lại những người này Cô nói kẻ muốn hại cô Nếu lại tới đây động thủ Cô có thể làm gì bây giờ Lợn mạt chống hai tay hai bên người Nhưng thân thể hoàn toàn không nghe theo sai bảo Giống như là bị đánh thuốc mê toàn thân Thần tâm lê nhìn thấy động tác cô dưới chăn Đừng lãng phí sức lực nữa Tôi là có lòng tốt thăm non cô Cánh tay tôi lương mạt mềm nhũn Không thể không dựa trở lại Cô thở dốc kịch liệt, thở không ra hơi Nghiêm trọng như vậy sao Nhưng mà mạng cô rất lớn đấy Chậm một chút nữa thì làm thế nào cũng không kịp rồi Thẩm tâm lê từ trong túi sách Mắc một điếu thuốc Hoàn toàn không đem quy định cấm khói thuốc để vào mắt Cô ta châm lửa rồi khom lưng Vòng khói làm người ta sặc muốn ói phun lên mặt lương mặt Cô ta hạ thấp giọng nhờ đứng gần như vậy Tôi lương mặt có thể thấy rõ ràng trong mắt tâm lê Cười trên nỗi đau của người khác Tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi đúng chứ Cho dù Đông Kinh có biết tất cả mọi chuyện là do tôi làm vậy thì sao cô bị hạ độc anh ta cũng không có nghi ngờ tôi đương nhiên chuyện này vốn không liên quan tới tôi cho nên đừng xem bản thân mình quá quan trọng nữa cô ta gần như đem điếu thuốc trên tay đâm vào mặt lương mạt khinh thường trong mắt rõ rệt lương mạt cắn chặt răng muốn một nhát cắn nát hàm răng thẩm tâm lê ưỡn cao người đưa mắt nhìn bình nước biển cô ta đưa tay nóng lấy cầm điếu thuốc để sát tới gần tàn thuốc gần như sắp chạm vào ống chuyển nước nghe nói thiếu không khí sẽ chết Tôi lương mạt dùng sức kéo đứt kim chuyển máu tôi bắn ra dính thẳng lên tay tâm lê cô đừng sợ người khác cũng nhìn thấy tôi đi vào đây tôi lại không ngốc ở đây muốn mạng cô không phải là đi tìm chết sao nói xong cô ta buông tay ra thẩm tâm lê không cần thừa nhận lương mạt cũng có thể biết chuyện hạ độc chính là cô ta tìm người làm ra cô hiện tại không có chút năng lực chống đỡ hoàn toàn mặc người khác ức hiếp hộ dĩ ở bên ngoài đi vào thẩm tâm lê bóp tắt thuốc lá trong tay Tôi còn có việc phải đi trước Cô ta mở ví ra Từ bên trong lấy ra một sớt tiền Nằm viện một mình thật là đáng thương Một chút gì đó tẩm bổ đi nhé Cô ta bỏ tiền lên tủ đầu giường Sau đó xảy bước rời đi Hộ sĩ kỳ quái lướt nhìn Đi tới giúp lương mạt cất tiền đi Cố gắng rước để tay xuống thấp Làm cho máu chảy ngược trở lại Đau đớn không chỉ có tay Còn có tim Còn có tự trọng của cô nữa Tôi lương mạt nằm viện một tuần Số lần chân đông kỉnh tới giải rác có thể đếm được Tổng các an bài cho người sớm đưa nghiêm nghệ trở về Bệnh viện hắn cũng có tới Biết lương mạt bị người ta hạ kịch độc Tổng các do dự hết lần này tới lần khác Vẫn thừa dịp có mình hắn với đông kình mở miệng Kinh thiếu Chuyện này xem ra không thoát được lên can tới tâm lê Lợi dụng phụ nữ giết người Không phải là mánh khóe cô ta thường dùng sao Chỉ có điều tìm thấy kẻ lạ mặt Nhưng cô ta thật hung ác Nơi đông người cũng dám động thủ Tôi biết Trên đông kình hơi hợt nói Vậy vì sao ngài đông kình ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn nếu như tôi lương mạt chết rồi thẩm tâm lê bây giờ cũng sẽ không đứng trước mặt cậu sớm đã bị xẻ thành tám khối ngay cả thi thể cũng tìm không ra nhưng hiện tại tôi lương mạt chưa chết người đàn ông dừng một chút ánh mắt sắc bén càng thêm thầm trầm tôi không thể vĩnh viễn ra mặt thay cô ấy cô ấy nghĩ tất cả mọi chuyện đều quá đơn giản cô ấy không muốn dính tới phúc khác tất cả đều đẩy qua hết cho tôi dựa vào cái gì không có người nào trời sinh là đen hay trắng Đây đều là quá trình cần phải thích ứng Cô ấy suýt nữa bỏ mạng Cô ấy ghi hận trong lòng Vậy được, nợ của chính mình tự mình đi đòi lại Cô ấy còn muốn dãy dụa Còn muốn bảo vệ chút lương chi cuối cùng Tốt thôi, chuyện như vậy sau này Còn có thể xảy ra thường xuyên Mùi vị nằm trên bàn cấp cứu sống không bằng chết Chắc hẳn đời này cũng không thể quên được Đây chính là cô ấy tự mình buông lỏng Tự mình không dám giao tranh Cô ấy muốn trưởng thành Tôi chỉ có thể ở sau lưng đẩy quấy một cái Không thể ở trước mặt quấy che gió che mưa Nếu không quấy vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy Xảy ra chuyện vẫn còn có tôi Thẩm tâm lê khó đối phó Là chứng ngại vật trước mặt cô ấy Nhưng con đường sau này tuyệt đối không chỉ có một thẩm tâm lê Quấy không tìm Tự mình đẩy tảng đá kia đi Thì chỉ có thể nằm đó vĩnh viễn đừng đứng dậy Tổng thác nghe xong Một lúc lâu sau vẫn trầm mặc Hắn lý giải cách làm của Đông Kình Nhưng nếu chính xác là như vậy cách duy nhất chính là lòng dạ độc ác. Hôm nay tôi lương mạt xuất viện là Tống Các đi đón. Tống Các hơn 10 ngày chưa gặp cô. Mới đầu nhìn thấy giật mình kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới lương mạt lại gầy đi một phòng. Hắn với lương mạt chân trước chân sau đi vào phòng khách. Tiếng cười của thẩm tâm lê như mọc cánh bay tới tai. Nhìn thấy hai người, thẩm tâm lê càng thêm cười đắc ý. Đông kình, tôi đã sớm đề cập với anh rồi. Anh làm ăn lớn như vậy, cho tôi chia sẻ một chút đi. Bây giờ tôi biết bao Tôi đảm bảo không làm anh thất vọng Tôi lương mạt đi qua phòng khách Mỗi câu mỗi chữ đều nghe được rõ ràng Chuyện hạ độc hắn không những không đả động tới Còn cho thầm tâm lê vốn làm ăn Lương mạt đi về phía cầu thang Từng bước một tiến lên Nhưng mỗi một bước cũng suy nghĩ thấu đáo Xã hội này chính là như vậy Tắm ăn dần thịt mềm là đạo lý xưa nay không thay đổi Tâm lê đối phó cô Là biết chắc cô không có dư lực hoàn trả lại Chắc chắn tôi lương mạt chỉ có thể ngậm bồ hòn sau chuyện lần này Cô ta sẽ không chịu để yên E là càng lúc càng nghiêm trọng Đồng kình không bảo vệ được cô Cô chỉ có thể tự bảo vệ mình Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ Lương mặt mặc chiếc váy dài không tay Vài sợi bó sát Ngực kẽ kéo xuống Lộ ra xuân quang dụ người bên trong Lúc chiêm đông kình đi vào thấy cô đứng trước cửa sổ Hắn đi tới ôm cô từ phía sau Có cần nghỉ ngơi chút không? Giọng nói thân mật như vậy Giống như xa cách lúc trước chỉ là ảo giác của cô Lương mạt có chịu cong hai vai lên Ở bệnh viện nằm đến sợ rồi Bác sĩ nói không sao chứ Ừ Lương mạt lơ đãng lên tiếng Không có gì nghiêm trọng Cô thực sự là trong lòng vẫn còn sợ Ánh mắt gần như tham luyến nhìn ánh mặt trời phía ngoài Duy chút nữa cô đã không nhìn thấy được nữa Lúc vệ tác bị tông xe Cô vẫn chưa thể nào cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ ấy Thật sự chỉ có mình thực nghiệm sâu sắc Mới có thể sợ như vậy Còn người đều sợ chết Cô cũng không ngoại lệ dưới lầu truyền tới âm thanh thẩm tâm lê khởi động xe hơi trong mắt lương mạt dần dần sinh ra hận ý trên đồng kình dán chặt vào gò má cô đèn biến hóa này của cô thu hết vào mắt tôi lương mạt nhìn thẩm tâm lê mở môi xe thể thao áo váy diễm lệ đập thẳng vào đáy mắt cô cô chưa từ bỏ ý định muốn cố gắng lần cuối cửa tiệm dương quang ở bên kia vẫn không có tin tức gì sao không có phục vụ là góc chết cho nên rốt cuộc là ai hạ độc không cách nào nói ra được tôi lương mạt xoay người mặt đối mặt với trên đông kình lúc tôi nằm viện thẩm tâm lê có tới tôi dám khẳng định là cô ta giữa lông mày trên đông kình nhíu lại không kiên nhẫn sắc mặt rõ ràng trầm xuống cánh tay hắn ôm eo lương mạt nới lỏng dù sao em cũng không thể để tôi vì một câu kết luận của em Lên lấy mạng thẩm tâm lê chứ nhưng anh làm việc có khi nào phải giải thích phân trần đâu vì sao đối với cô ta lại phải như vậy lương mạt em làm sao thế đông kình xoay người đi về phía sofa tôi nói rồi chuyện này không trách lên đầu thẩm tâm lê được trong lòng dâng lên ủy khuất khôn cùng lương mạt cắn chặt môi nuốt xuống một hơi ngoại trừ việc nhắc tới thẩm tâm lê đông kình đối xử với cô vẫn như mọi khi sau khi xuất viện lê phân phó bảo mẫu bổ sung dinh dưỡng cho cô nhưng trong lòng lương mạt thủy trung không ấm áp lại được cô buổi tối vẫn hay mơ thấy ác mộng so với lúc cô giết người còn đáng sợ hơn cô thường mơ thấy bị người ta đuổi giết không chết không thôi Lương Mạt trước mặt Đông Kình không hề nhắc tới một câu về Thẩm Tâm Lê. Rồi lúc hắn không ở đây, Thẩm Tâm Lê thường xuyên khiêu khích, có thể nhịn được, cô đều nhịn. Trong lòng cô đối với Đông Kình thủy chung luôn có gai. Thân thể có thể từ từ khôi phục, tim lại không cách nào làm như không có chuyện gì. Lương Mạt ở nhà tĩnh dưỡng chừng một tháng, không muốn cả ngày nghĩ ngợi lung tung, cô đến bến tàu giết thời gian. Đông Kình cũng biết tâm tình cô không tốt, chỉ là ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn âm thầm cho Lương Mạt một cơ hội, chỉ xem cô có thể nắm bắt được hay không đồng kình đưa lương mạt ra sân bay xa xa trước mặt liền nhìn thấy một nhóm người đi ra vây quanh một phụ nữ đứng tuổi toàn thân quần áo đen ở giữa đồng kình kéo tay lương mạt tiến lên đón người bên cạnh tự động tránh đường mẹ mạc thanh gật đầu duỗi tay về phía đông kình vị này tô lương mạt tô lương mạt hướng mạc thanh chào hỏi ba gái xin chào Mạc Thanh đánh giá lương mạt từ trên xuống dưới, mí môi cười không nói gì, cùng đông kình sóng vai đi lên trước. Đến trước xe, lương mạt ngồi vào ghế phụ, Mạc Thanh thì theo đông kình ngồi ra ghế sau. Cô đôi mắt truyền qua kính chiếu hậu nhìn, hai mẹ con này vốn không có kiểu thân thiện giống như lương mạt. Xe đi thẳng tới Nghĩa Trang, đông kình theo Mạc Thanh xuống xe. Lương mạt suy nghĩ một chút, cho dù không quay gọi cô, cô cũng chỉ biết vội vàng đi theo. Nghĩa trang buổi chiều có vẻ nóng nực khó chịu, hộ vệ đều đứng canh chừng cách 50 bước. Đồng kình với Mạc Thanh đứng trước mộ chiêm tùng niên. Mạc Thanh không có biểu cảm dư thừa, cũng không nhìn ra chút bi thương nào. Lương mạt ngẩng đầu, tóc Mạc Thanh rất đẹp, búi gọn ở sau gáy, đèn nhánh nồng đậm, không thấy một sợi bạc. Trên bìa mộ chiêm tùng niên không có ảnh chụp, chiêm đông kình ngồi rồm xuống thắp hương cho ông ta. Mạc Thanh từ đầu tới cuối đều dương cao sống lưng, giống như là người ngoài rìa. Ba, kẻ sát hại ba con đang tìm, một khi tìm được còn sẽ xách mạng hắn tới trước mộ ba Mạc Thanh không nói một câu Tới khi xoay người rời khỏi Trở lại Thanh Hồ Đường Bảo Mậu biết hôm nay Mạc Thanh trở lại Từ sáng sớm đã vội vàng bận rộn Trên đồng kính có việc đi ra ngoài Lương Mạt vốn định lên lầu Mạc Thanh gọi cô tới trước ghế sofa Cô là đang làm việc gì? Cháu hiện tại là quản lý tài vụ trong công ty Lương Mạt cẩn thận đáp Mạc Thanh liếc nhìn người bên cạnh Thật sự không có chút ấn tượng nào với Lương Mạt Vậy còn người trong nhà Ba cháu mất rồi Mẹ cháu ra nước ngoài cho quay khỏa Mạc Thanh bưng tách trà Phụ nữ trên đông kình đồng ý giữ lại đây Xem ra cũng không giống như vậy Bà cũng không hỏi nhiều Dù sao lần này về nước chỉ để viếng mộ Bác gái Phòng của bác hai ngày trước đã cho người sửa soạn xong Không cần đâu Khóe miệng Mạc Thanh cười cười Tôi không ở lại sẽ lập tức trở về Mỹ Nước ngoài không khí tốt Giải khuây thật không tệ Mạc Thanh chỉ ở lại ngựa châu vài ngày Tâm tư lương mạt bay đi hết Cô ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo Đồng kình đã nói với cô Thẩm tâm lê nhiều lần suýt chết trong tay Mạc Thanh Tôi lương mạt nói chuyện với Mạc Thanh Thái độ Mạc Thanh không nóng không lạnh Dù sao chỉ coi cô như bạn dẫn chơi của Đông Kình Bồi lên giường thì cũng thôi đi Không có tâm tư tìm hiểu rõ cô Ba gái Đông Kình đã đặt chỗ ở khách sạn Đêm nay thiết đại bác Vậy được tôi lên trên nghỉ ngơi trước một lúc Nói xong Mạc Thanh đứng dậy lên lầu Tôi Lơ Mạt biết rõ Thẩm Tâm Lê có thể ra tay với cô bất kỳ khi nào Nếu cô không có cách nào tránh đi Sẽ không bảo đảm mạng của mình còn có thể lớn như lần trước Lơ Mạt đi vào phòng bếp Nhìn thấy bảo mẫu đang bận rộn Đêm nay chúng tôi ra ngoài ăn Đúng rồi Sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Tỷ Cứ nói kỉnh thiếu hẹn cô ta 8 giờ hơn ở khách sạn tương giặt bàn chuyện Còn nữa Đừng nói cho cô ta biết chuyện bác gái đã trở về Chúng tôi chia ra hai căn phòng Đến lúc đó Tránh cho bác gái nhìn thấy cô ta lại mất hứng được rồi tôi đi gọi ngay bảo mẫu cũng không thấy có gì không ổn lương mạt ra khỏi phòng bếp thấy chân đông kình từ ngoài đi vào cô vội tiến lên quát lấy cánh tay hắn tránh đi bóng dáng bảo mẫu đi gọi điện lên trên nghỉ ngơi một lát đi cách thời gian dùng bữa tối còn sớm đến giờ lúc tôi lương mạt cùng trên đông kình xuống lầu mặc thanh đã ngồi trên sofa trong phòng khách đông kình nói một câu đi thôi nắm tay lương mạt đi ra ngoài đến khách sạn tương giật Lương Mạt ngồi bên trái Đông Kình, cô thấy Mạc Thành cởi bao tay ra định đi rửa tay, Lương Mạt đẩy cái ghế. Em đi ra ngoài một lát. Đông Kình gật đầu không nói gì, hắn nhìn về phía bóng dáng Lương Mạt đi theo Mạc Thành, khóe miệng không để lại dấu vết cong lên. Mạc Thành đứng trước bồn rửa mặt đang rửa tay, Lương Mạt đi vào toilet, cửa không khóa, cô khẽ bật cười, làm ra vẻ như lơ đãng bắt chuyện. Bác gái, nếu tâm tỷ biết bác trở lại, nhất định rất cao hứng hai đầu lông mày mạc thanh dần nhíu lại không vui giọng điệu lại từ tốn thẩm tâm lê sao đúng vậy chị ta mấy ngày trước còn nói một mình bác ở nước ngoài hưởng phúc không trở về cháu nghĩ nếu chị ta biết rồi nhất định sẽ lập tức chạy đến thẩm tâm lê bây giờ đang làm gì tôi lương mạt đưa khăn giấy cho mạc thanh hình như là quản lý của nhất chàng còn cầm ít hoa hồng trong bang hội mạc thanh nhận lấy trong mắt không gợn hoảng hốt nói chuyện mang theo ba phần dò xét cô với cô ta quan hệ rất tốt sao làm sao có thể chứ lương mạt nhún vai tự diễu tâm tỷ mới trướng mắt cháu hơn nữa người bên cạnh đông kình đều nghe chị ta cái gì cơ mạc thanh dừng động tác trong tay cô ta còn quản người bên cạnh đông kình sao lương mạt kẽ nhìn quanh bốn phía cô hạ thấp giọng nghe nói là mối quan hệ lúc trước của chị ta vẫn còn những hộp vệ kia cũng đều nghe chị ta còn có chuyện tôi lương mạt hình như có chút khó nói Thật ra chuyện hoa hồng rất bình thường Nhưng cháu sợ tiếp tục như vậy Ngày nào đó sẽ bất lợi cho đông Kình. mặc Thanh càng nhíu chặt hai đầu lông mày Bà ta giữ lên bồn rửa tay Đợi lương mạc nói rõ hết chuyện Cháu tình cờ có nghe thấy Tống Các nói chuyện với Đông Kình Hình như là nói khẩu vị của tâm tỷ càng lúc càng lớn Còn tự mình động đến hàng của Đông Kình Sau đó cho dù có đuổi theo Cũng không có chứng cứ chính là chị ta làm Cũng chỉ phải cho qua thôi Nhất chàng trong tay tâm tỷ Thế lực đang từng bước mở rộng Trước đây giết không ít nhân vật nổi danh ở Ngự Châu Cảnh sát cắn rất chặt Vì thế tìm đông kình gây rắc rối Tô Lương Mạt ném thêm một ngọn đuốc Ý tưởng mượn dao giết người này Cũng là học từ chỗ chiêm đông kình Kể từ khi bước vào thế giới của hắn Hắn chính là thầy giáo tốt nhất của cô Còn có chuyện như vậy Sau khi Mạc Thanh xuất ngoại cũng không để cho thẩm tâm lê ở trong lòng Cô ta bất quá chỉ là một người phụ nữ Của chiêm tủng niên chơi đùa Nghĩ thấy không có đem lại tai họa ngầm gì không ngờ dại tâm cô ta quá lớn rõ ràng đem ý niệm trong đầu động lên người đông kình tôi lương mặt gật đầu sắc mặt rõ ràng trầm xuống bác cái cháu có thể hỏi bác một việc không mạc thanh thấy cô muốn nói lại thôi nói đi tầm tỉ với đông kình có phải từng có thời gian qua lại sao lại hỏi như vậy mạc thanh đanh mặt chị ta thích đông kình điểm này cháu có thể nhìn ra được mạc thanh hừ lạnh một tiếng chỉ dựa vào cô ta xứng sao Chị ta đã nói với cháu Đợi đến lúc chị ta có thể sánh vai với Đông Kình Chị ta liền có tư cách Bị lão già vui đùa một chút Còn nhìn chúng thẳng con trai Mạc Thanh không phải không biết tâm tư thẩm tâm lê Bà ta ném khăn giấy đi Ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía lương mặt Mạc Thanh dù sao cũng không phải phụ nữ bình thường Những lời nên nghe Những lời không nên nghe Trong lòng có chủ trương Bà ta không có nói tiếp Đi thôi đừng để Đông Kình phải chờ Vâng Lương Mạt mỉm cười, nhu thuận theo sát sau lương Mạc Thanh. Hai người trở lại phòng bao, nhân viên phục vụ đã bày hết thức ăn lên. Vừa động đũa, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào. Âm điệu cao vót của thẩm tâm lê xuyên qua cánh cửa truyền thẳng vào trong. Là kinh thiếu bảo tôi tới, anh là cái thá gì mà dám cản tôi? Tầm tỷ chỉ thật sự không thể vào. Một tiếng bạt tai rõ ràng rành mạch, tôi lương mạt để đũa xuống. Thẩm tâm lê này thật đúng là không chịu thua kém. Tôi cho anh biết, ở ngự châu còn chưa có nơi nào tôi không vào được đâu lời kiêu ngạo như vậy chuyển tới tai mạc thanh bà sớm đã hoàn toàn không còn khẩu vị để cô ta vào đi người canh giữ bên ngoài cửa mở ra thẩm tâm lê ăn mặc diễm lệ một chiếc váy ngắn khảm đá bó sát ôm đến mông trước cánh cửa mở rộng hoàn toàn cô ta liếc mắt liền thấy mạc thanh ngồi đó thẩm tâm lê khó nén giật mình vô thức muốn đi nhưng đến bây giờ không lên tiếng chào hỏi lại không được Mạc Thanh thấy cô ta đứng đó Hướng phía cô ta ngoắc tay Sững sờ trước cửa làm gì Không phải là nơi cô không thể không vào được sao Thẩm tâm lê kiên trì bước lên Tôi không ngờ phu nhân đã trở lại Phục vụ tiến lên Cáo cây ghế ra cho cô ta Thẩm tâm lê không thể không ngồi xuống Cô ta cầm ly rượu phục vụ đã rót đầy cho mình lên Mới ngồi xuống lại đứng lên Phu nhân Tôi mời bà Lần này không có ý định đi nữa chứ Mạc Thanh cũng không nâng ly để thẩm tâm lê lúng túng đứng nguyên một chỗ như vậy ở lại đây làm gì có vài người nhìn không vừa mắt ly rượu trong tay thẩm tâm lê một mực không động chỉ đành ngồi trở lại Mạc thanh nhìn chằm chằm người đối diện mới bao lâu chưa gặp ngược lại càng ngày càng quyết đoán đấy thẩm tâm lê không dám lên tiếng nhưng bị Mạc thanh nói như vậy sắc mặt có tránh khỏi khó coi cô ta dương mắt nhìn chiếc đông kình ở phía đối diện nếu đã ở đây tiếp đón mạc thanh sao lại có thể gọi cô ta tới Tầm lê bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt mang theo âm ngoan bắn về phía lương mạt. Lương mạt nhún bà vai nhìn cô ta đứng dậy. Tâm tỷ, tôi mời chị. Chuyện làm ăn của Đông Kỳ làm phiền chị rồi. Mạc Thanh là quyết không cho phép kẻ khác chen vào một cước. Lời của tô mạt chính là đẩy cô ta vào hố lửa. Tầm lê nắm chặt ly rượu trong tay, vừa tức vừa nóng nhưng lại khó làm phật ý tốt của cô. Chị đành kẽ chạm ly với cô. Là nên thôi. Tôi lương mạt ngồi trở lại, Mạc Thanh kể lại gần Đông Kình, không biết đang nói gì. Tâm lệ từ trước đến nay đều kiêng kỵ Mạc Thanh. Người đàn bà này lúc trước là nhân vật lừng lẫy có tiếng trong giới hắc đạo. Nếu bàn về lòng dạ độc ác, tuyệt không thua kém Đông Kình hay chiêm tủng niên một phần, lại không ra chiêu theo lẽ thường. Thẩm tâm lê mấy lần nếm qua ám toán, nhưng cô ta lại không cam tâm, dù ra cô ta lăn lộn cho đến bây giờ. Dù không đến mức như trứng chọi đá, ít nhất cũng không cần phải khúm núm như vậy. Nghĩ tới đây, thẩm tâm lê không khỏi ưỡn cao người bữa cơm này quả thực không có chút hương chút vị cầu vị tốt nhất phải kể đến lương mạt tâm lê thấy cô dương dương tự đắc tất nhiên khó chịu phu nhân lương mạt đi theo đông kình mới một thời gian bà cảm thấy quay ra sao mạc thanh tinh ý đem lời nói đá ngược trở lại đây là chuyện riêng của đông kình ngay cả người làm mẹ như tôi cũng không xen vào được đâu thẩm tâm lê nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc trắng chỉ đành phải ngậm miệng Mạc Thanh hứng thú ra rời Trà sau bữa ăn cũng không uống một ngụm liền rời đi Mọi người ngồi vào trong xe Thẩm tâm lê đi ra tiễn Mãi đến khi xe của Trương đông kình đã chạy ra Cô ta mới dám ướn cao người Mạc Thanh thu hồi tầm mắt từ kính chiếu hậu Cô ta làm sao lại đến chứ Thật là mất hứng Đông kình quét tầm mắt sang lương mặt ở phía trước Ngoài miệng lại nói Chắc là trùng hợp Đông kình con cứ mặc kệ để thẩm tâm lê ở bên cạnh mình sao Tôi lông mặt dựng thẳng lộ tai Giọng điệu mạc thanh không vui Con biết rõ mẹ không nhịn nổi cô ta Mẹ, thời gian cuối cùng vốn dĩ là cô ta ở bên cạnh ba Lên đây của con là có ý gì? Mạc Thanh dấn cao người, lông mà thấy phẫn nộ trên trán bà ta. Con hơi quá dung túng cô ta đấy. Hống hổ quan hệ của cô ta với ba con, không phải con không biết. Con ở sau lưng lại còn tán thành sao? Sắc mặt đồng kình cũng khó coi. Lương mạt không đưa tầm mắt giang, làm như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân mẹ đã làm gì trong lòng mẹ rõ nhất lấy nói vô vị lại như băng của đông kình trong không gian chật hẹp xoay một vòng rồi rơi vào lỗ tai lương mạt nếu không phải có chuyện của mẹ trước bà sẽ đi tìm thẩm tâm lê. lại không nghe thấy tiếng mạc thanh lương mạt dè dặt đưa mắt nhìn kính chiếu hậu mạc thanh im lặng sắc mặt khó coi không hình dung được xe một đường trở về thanh hồ đường mạc thanh xuống xe trước tiên đi thẳng vào biệt thự lương mạt đi theo bên cạnh đông kình Cô mơ hồ có thể cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Nhưng chuyện như vậy cô không cách nào hỏi, chỉ có thể trầm mặc im lặng. Mạc Thanh ở Ngữ Châu chỉ chừng 3 ngày, đã đặt vé máy bay ngày mai bay sang Mỹ. Bà ta bảo Đông Kình đặt một bữa tối tại khách sạn, còn cố ý dặn dò gọi Thẩm Tâm Lê tới. Mạc Thanh tự mình mở miệng, Thẩm Tâm Lê cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đến chỗ hẹn. Đêm đó, chim Đông Kình không rảnh, là Tô Lương Mạt đi cùng Mạc Thanh, thẩm tâm lê rẻ rặt đưa mạc thanh đi ra phòng bao phu nhân tôi đi thanh toán những chuyện này không cần phiền cô đi thôi ngồi xe tôi trở về không cần tôi tự mình lái xe lời thẩm tâm lê đã sớm bị ném ra sau thấy mạc thanh cùng lương mạt đi tới trước xe thẩm tâm lê chỉ có thể đuổi theo lương mạt vẫn là ngồi ở vị trí ghế lái phụ dọc đường đi không ai mở miệng đi được cần nửa đường mạc thanh bảo tài xế dừng lại tôi nhớ còn có việc với lương mạt Cô xuống đây chờ một lát đi Thẩm tâm lê nhìn quanh bốn phía Là khu vực vắng vẻ Dọc đường đi trống trải khó nhìn thấy người Mạc Thanh lên tiếng Tài xế xuống xe mở rộng cửa Thẩm tâm lê cho dù một bụng tức Cũng chỉ có thể xuống xe Xe chậm rãi chạy về phía trước Tô lương mà chân qua kính chiếu hậu Nhìn thấy bóng dáng tâm lê lẻ loi đứng ở đó Cô ta từ trong túi sách Lấy ra điện thoại di động Hình như muốn khỏi điện Lương Mạt đã đoán ra được ý định của Mạc Thanh nếu không không thể nào nhé một mình thẩm tâm lê ở lại đây Cô hướng tầm mắt về phía Mạc Thanh Thấy Mạc Thanh có vẻ như mệt mỏi Dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi Tâm lê gọi xong điện thoại Cô ta biết sắp xảy ra chuyện Dựa vào tính tình Mạc Thanh Từng giây từng phút muốn đưa cô ta vào chỗ chết Trong chuyện này nhất định là lương mạt theo dệt đặt điều Cô ta gấp đến không kịp Gọi người tới đón mình Nhưng hơn 10 phút sau Ngay cả cái bóng xe cũng không thấy Cô ta quay đầu đi về phía ngược lại sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng thắng xe thẩm tâm lê thò tay vào túi sách bắt được khẩu súng để ở bên trong cô ta xoay người nhìn thấy mấy tên đàn ông tiến tới gần tâm lê không khỏi kinh hãi tên cầm đầu đi đến trước mặt cô ta phu nhân sai tôi đi tặng cho cô một câu quả nhiên là mạc thanh thẩm tâm lê nắm chặt khẩu súng trong túi sách đừng tưởng rằng cánh đã cứng cáp rồi phu nhân cho dù không ở ngự châu nhưng chỉ cần một câu nói vẫn có thể lấy mạng cô như thường chỉ trách cô quá tham lam Còn nữa Cũng đừng ôm hy vọng chờ người của cô Có phụ nhân ở đây Không ai dám giúp cô đâu Nói xong tên đàn ông rút súng Nhắm ngay thẩm tâm lê Tôi lương mạt trở lại biệt thự Rồi đi thẳng vào phòng Cô ngơ ngẩn ngồi trong chiếc ghế mây trên sân thượng Cô dám khẳng định Hai tay của cô lần này lại dính máu Đây gần như là cơ hội duy nhất của cô Tôi lương mạt không muốn chết Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lốm đốm với ánh sao lấp lánh trong đôi con người thoáng nghệ lên một chấm sáng bi thương. Đây dường như là con đường cô không đi không được. Thực tế cô hiểu, phía trước là một cái hố cực sâu, mà cô đang từng bước, từng bước xa chân vào vũng bùn. Giết người, chuyện như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Trên đồng kình vì cô đã mở sẵn một con đường, mà cô đứng ở đầu đường, đi về phía trước hay lùi ra sau, sau lưng đều có hai cánh tay đẩy cô. Tôi lượng mạt không biết ở sân thượng chờ bao lâu, trong sân chuyển tới tiếng còi xe hơi, Cô không đứng lên Đến khi Trương Đông Kình từ trong phòng ngủ đi ra Sao còn ở đây Còn chưa đi ngủ sao Không ngủ được Hắn đi tới bên cạnh cô ngồi xuống Ôm lấy bả vai cô Cũng không phải lo nghĩ cái gì Đúng rồi Bệnh viện bên kia vừa gọi điện tới Thẩm tâm lê bị trúng ba phát súng Chính là lúc từ trong khách sạn trở về với em Vậy sao Tôi lương mạt có chuẩn bị tâm lý Nghe nói như vậy vẫn kinh hãi Bây giờ thế nào rồi Không chịu nổi có khả năng không cứu chữa được đông Kình vắt chéo chân sắc mặt bình thản nửa người trên lười biếng tựa ra sau tôi lơ mạt liếc mắt nhìn hắn cảm thấy thái độ trước sau của hắn rất mâu thuẫn vì sao anh không khó chịu đầu đôi lông mày trên đông Kình có vẻ hứng thú tại sao tôi phải khó chịu tôi lơ mạt không nhìn ra chút manh mối từ trên khuôn mặt người đàn ông cô mất máy cánh môi anh nói chuyện này là ai làm không biết Khái miệng đông kình hình như có như không cười cười kẻ thù quá nhiều đắc tội kẻ nào có lẽ ngay cả bản thân cũng không biết hết chuyện như vậy cũng bình thường thôi nói không chừng ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp chuyện như vậy tôi lơ mạt giống như suy đoán ân oán của mạc thanh với thẩm tâm lê không phải trên đông kình không biết nhưng hắn bây giờ giống như không có chuyện gì em còn tưởng cô ta xảy ra chuyện anh sẽ gặp phiền phức đấy tôi có thể có phiền phức gì chứ đông kình lơ đễnh hắn đưa tay ôm lương mạt lên trên đùi cô ta lo cho cô ta tôi lo cho tôi cô ta trước giờ chưa từng uy hiếp được tôi cho dù chết bất quá chỉ là trên đời này thiếu đi một thẩm tâm lê trái đất vẫn còn đang quay trong lòng tôi lương mạt không phải không có đau nhức nhưng loại cảm giác này không duy trì được bao lâu khi cô nhớ tới thống khổ đau đớn trong phòng cấp cứu cô liền biết mình làm đúng trên đồng kình nhìn chằm chằm cò má đến xuất thần của cô hắn áp lại gần kẽ hôn lên mặt cô sao lại không vui không phải em luôn nói là thẩm tâm lê hại em sao cô miễn cưỡng kéo miệng cười nhưng anh không tin em à đông Kình vỗ vỗ mặt cô cái gì cũng không nói nhưng vẫn cười tươi hắn ôm cô đi về phía phòng ngủ hôm sau tôi lương mạt theo châm đông Kình đi tiễn mạc thanh tinh thần mạc thanh rất tốt thẩm tâm lê ở bên này còn chưa khoát khỏi tình trạng nguy hiểm bà ta đứng trước đại sảnh sân bay cố ý tránh đi tôi lương mặt đông Kình, cô gái này ở bên cạnh con như vậy mẹ không yên tâm nhưng con cảm thấy rất yên tâm Không đơn giản đâu Mặc Thanh cười lạnh một tiếng Còn nhỏ tuổi cũng biết làm thế nào mượn tay người khác trả thù Lần này nếu mẹ không có chủ tâm đối phó thẩm tâm lê Nhất định mẹ không dễ dàng bỏ qua nó Đông Kình lại cười khẽ Cũng không phải chính mẹ cam tâm tình nguyện sao Nếu mẹ không muốn ra tay Cho dù quấy theo dễ thế nào cũng không có tác dụng Tóm lại tâm cơ quá sâu Mặc thanh nhìn về bóng dáng tôn lương mạt Đứng cách đó không xa còn chính là cần phụ nữ có tâm cơ sâu Trong lòng Mạc Thanh nặng nề Coi chừng ngày nào đó Con thua dưới tâm cơ của nó đấy Đông Kình chỉ cười không nói gì Đến khi đưa Mạc Thanh qua cổng an ninh Tôn Lương Mạt mới đi tới Đông Kình khoác vai cô Còn muốn đến bệnh viện không Cô thay đổi sắc mặt Đến bệnh viện làm gì Xem thử thẩm tâm lê chết chưa Em không có hứng Rời khỏi sân bay Đông Kình vẫn là lái xe đưa Lương Mạt đến bệnh viện Thẩm tâm lê đang cứu chữa Hắn phải để cho cô xem thử Như vậy lương mặt mới có thể như rõ khắc sâu Cô gần như là bị hắn lôi lên phía trên Trước phòng chăm sóc đặc biệt Có hộ vệ chở trước cửa Bác sĩ từ bên trong đi ra Trên ông kề nhìn thấy được tình cảnh bên trong Thế nào rồi? Xem như mạng lớn vừa mới vượt qua được Thật đúng là mạng lớn Nhưng có một viên đạn cắm vào trong xương đùi Bởi vì khoảng cách ở quá sát độc mạch chủ Chúng tôi không dám lấy ra Sau này có lẽ phải tìm cách mời chuyên gia nước ngoài hội chuẩn trên đồng kình đưa tay trả lời ông ta vậy thì sẽ thế nào tàn tật tôi lương mạt trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ không phải là bởi vì thẩm tâm lê mà là vì thái độ của cô cô phát hiện tim càng lúc càng lạnh đối mặt với mạng người rõ ràng đã có thể làm như không thấy đồng kình cho bác sĩ rời đi hắn đưa tay đẩy cửa ra hồ vệ ở cửa có chút khó xử kinh thiếu đồng kình mở cửa ra quét mắt qua các người là ai hoặc là gia tử cử chúng tôi tới một tên trong đó nói Có biết quy củ ở ngựa châu đúng không? Dám cản ta Đông kình giữ chặt lương mạt đi vào trong Hai tên kia rước cuộc không dám cản Chỉ có thể để bọn họ đi vào Trên người thẩm tâm lê còn mang mặt nạ dưỡng khí Đông kình đi tới trước giường Chất lỏng trong suốt từng giọt Được truyền vào trong cơ thể cô ta Hắn kéo lương mạt đến bên cạnh Đông kình vòng cánh tay quanh eo cô Tư thế vô cùng thân mật đối diện với một người vừa mới nhặt được mạng về lộ ra nụ cười trên nỗi đau người khác như vậy cô làm không được cho dù thẩm tâm lê là bị cô hại thành tôi lương mạt muốn tránh ra đông kình lại càng ôm cô chặt hơn muốn cô ta chết rất đơn giản thôi hắn đưa tay ra từ từ bóp chặt dây chuyển nước lương mạt bỗng chốc là nhớ đến ngày đó thẩm tâm lê cũng có hành động tương tự trước giường bệnh của cô cô vươn tay nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm tới dây chuyển nước lập tức thu lại cô vẫn chưa làm được chuyện trong tình huống đang tỉnh táo lại đích thân giết người đồng kình ít nhất bắt được tia tàn nhẫn âm lãnh trong mắt cô như vậy là đủ rồi hắn không có ép cô Lương mạt liếc mắt nhìn người trên giường bệnh sau đó sải bước đi ra ngoài Trên đồng kình thật ra cũng không có bao nhiêu nhẫn nại để cô thích ứng nếu như mỗi lần trên lưng đeo một cái mạng đều cần đè nén quá lâu vậy đời này hắn cũng đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên đưa lương mạt trở lại biệt thự hắn liền rời đi cho đến lúc sắp ăn cơm tối đồng kình mới trở về mới đi vào phòng khách liền nhìn thấy trên bàn ăn chất đầy rau xanh đủ loại có hải sản thì tươi cùng các loại củ quả hắn ném chìa khóa lên bàn trà tôi lượng mạt bưng nồi nước lẩu từ trong bếp đi ra đem ăn lẩu đi em muốn ăn đầu mày đông kình chưa giãn ra không nói tiếng nào nhìn cô chằm chằm tôi lượng mạt giống như hoàn toàn quên chứ hôm nay đã phát sinh chuyện gì cô bước đi nhẹ nhàng xuyên qua giữa phòng ăn với nhà bếp cô lấy chén đũa cho đông kình lại bưng nguyên liệu đã sơ chế ra cô cắn chiếc đũa thấy người đàn ông còn đứng đó ngồi đi có phải không thích ăn lẩu không nếu em muốn đi ra ngoài ăn là được rồi nước lẩu của em là tuyệt nhất đấy trước kia mẹ thường xuyên khen em nấu canh lẩu còn cần bản lĩnh sao hầm nhiều thêm vài tiếng liền ra ngay đông kình nhịn không được tiếng công cô tôi lông mạt ngay đầu lông mày làm gì có cái này cũng cần kỹ thuật nêm nếm chứ Hai người không hề đề cập đến chuyện tâm lê Tô lương mạt đem thức ăn nhúng vào nồi Nhìn xem nước lẩu sôi trào ngập rau củ Tẩm mắt cô dán chặt vào giữa nồi nước sôi Chiêm đông kính Em đã suy nghĩ nghiêm túc rồi Hắn tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó Lương mặt không ngừng quấy đôi đũa trong nồi Cho đến khi tôm nhúng vào đã chuyển sang màu đỏ Em quyết định từng bước tiếp nhận Bất kể là tốt hay xấu Chưa kia muốn dãy ruộng Đến cuối cùng là phát hiện đã sớm không có cách nào quay đầu lại thật ra thẩm tâm lê như vậy là bị em hại là em kích bác bác cái ra tay ngày đó em tận mắt nhìn thẩm tâm lê xuống xe sau đó thì nghe tin cô ta xảy ra chuyện nhưng em không hối hận cô ta muốn em chết nếu như em còn giống trước kia cũng chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo nhưng bây giờ em lại học được cách đánh phủ đầu đồng kình để đũa xuống rồi nhẹ vỗ tay lương mặt không có nhìn hắn tiếp tục sau đó em cũng đã nghĩ qua thái độ của anh đối với thẩm tâm lê trước sau quá khác biệt cho đến khi từ bệnh viện trở về Em mới suy nghĩ cẩn thận Chiêm đông kình là anh cố ý Nhưng em không thể trách anh Em biết rõ anh là vì tốt cho em Tô lương mạt đứng dậy Cắp một miếng thịt bò lớn để vào chén đông kình Tầm mắt bây giờ hướng lên khuôn mặt tuần lãng tà mị của người đàn ông Sau này anh không cần phí tâm tư như vậy Anh muốn để em học Tất thể có thể giao cho em Em sẽ học Trần đông kình nhẹ kéo cánh môi Tự nguyện Tự nguyện Lương mạt ngồi trở lại Đột nhiên có ngày phát hiện Những gì em thấy là trắng không nhất định là trắng Kỳ thật nghĩ thông suốt rồi cũng không có gì Em 23 rồi Em trưởng thành rồi Đồng kính thiếu chút nữa bật cười ra tiếng Luôn cảm thấy lời như vậy nghe có vẻ kỳ quái Lương mạt cắp thức ăn vào trong chén Cười gì chứ Hình như anh 26 rồi phải không Chẳng trách tô chạy của anh là chú Tranh lệch với em 3 tuổi Rất già sao Cũng không phải Chỉ có điều trên đông kính Tâm tính của anh khẳng định không thể so với em Anh ngầm hiểu xào trá Thủ đoạn cay độc Em đoán lão nhân già 80 tuổi Cũng không phải là đối thủ của anh đâu Tôi lương mạt nghĩ tới cái bẫy liên hoàn Hình như thiết kế cho cô Không khỏi mở miệng cánh khóe Bị người ta ra sức nói như vậy Dù ra mặt rất dày cũng chịu không nổi Em chính là thấy tôi như vậy Tôi lương mạt ngẩng mặt lên Thần xác nghiêm túc Nói thật em rất sợ sống trong cái bẫy như vậy Em cảm thấy em căn bản Nhìn không thấu được lòng của anh Vậy tôi có thể giải thích là vì em Em quan tâm đến tôi rồi sao Ánh mắt trên đông kình quắc sáng Tầm mắt nóng rực làm lương mạt tránh không kịp Cô rõ ràng tránh né Không nói cụ thể Em vừa rồi không có ý như vậy Nếu đã không quan tâm Em sợ nhiều như vậy làm gì Tôi lương mạt bây giờ mới suy nghĩ thật kỹ lưỡng Ý tức được quả thật là vậy nếu như không phải là quan tâm cũng không cần thiết hết lần này tới lần khác lưỡng lự cô cúi mặt xuống không nói lời gì từ ngày đó trở đi tôi lương mạt không có gặp lại thẩm tâm lê nghe nói là hoác lão gia tử ra mặt nhanh chóng mời người tới hội chuẩn cho cô ta đồng kình thu hết quyền hành của thẩm tâm lê kể cả nhất chàng cũng có người nói thẩm tâm lê đã vào biệt thự của hoắc lão gia tử từ đó thành phụ nữ của lão gia tử tôi lương mạt không thấy kỳ quái mặc thanh nếu đã hạ thủ cô ta lại may mắn tránh thoát Chính là cô ta mạng lớn Thẩm tâm lê nếu không tìm một chỗ dựa mà nói Ra khỏi bệnh viện có khả năng lại bị đưa tới lần nữa Tôi lờ mạt kinh ngạc ngồi trên ghế sofa Nhìn chằm chằm một đám phụ nữ trước mặt Nhiều khuôn mặt cô biết rất rõ Quen thuộc nhất phải kể đến Thủy đứng ở phía trước Bọn họ nhìn cô chòng chọc Chuyện thẩm tâm lê đã sớm chuyển đến tai Kỳ thật cô ta sống hay chết không liên quan gì đến họ Điều quan trọng nhất chính là đừng làm trở ngại bọn họ kiếm tiền đồng tình trực tiếp giao nhất chàng cho lương Mạt nói là để cô quản lý tôi lương Mạt là muốn giải tán dù sao chuyện dựa vào thân thể để giết người cô không có cách nào dung túng cô xuất ra mấy tờ chi phiếu đây là cho các cô sau này đều giải tán cả đi thủy đưa mắt nhìn tâm tỷ không trở lại thẩm tâm lê gây chuyện lớn kình thiếu thu hết quyền hành của cô ta sau này cô ta sẽ không đến quản chuyện của nhất chàng nữa thụy cười lạnh một tiếng nhưng lúc có tâm tỷ ít nhất có thể đảm bảo lợi ích của chúng tôi Cô bây giờ cho chúng tôi một khoản tiền Cứ như vậy đuổi đi Sau này bảo chúng tôi phải làm sao chứ Thụy chẳng lẽ cô không muốn có một cuộc sống bình thường sao Thụy bày ra bộ mặt khoa trương Cuộc sống bình thường á Nói đùa cái gì thế Chẳng lẽ bảo chúng tôi kết hôn sinh con à Người bên cạnh đều bật cười lầm rầm Tôi lương mà thu chi phiếu lại Vậy các cô muốn như thế nào đây Tự chúng tôi tiếp nhận công việc Tiền kiếm được tự mình cầm nhưng một khi gặp chuyện không may Chúng tôi cần kính thiếu bảo vệ Tiền vẫn dựa theo lúc trước khi còn tâm tỉ mà phân chia Không thể nào Tôi lương mạt quả quyết từ chối Nếu tôi đã có ý định giải tán nhất chàng Vậy sau này nếu xảy ra chuyện Thì không có bất cứ liên quan gì tới kính thiếu Ứng hộ lúc còn thầm tâm lê Cũng có cái ô bảo vệ của mình Kính thiếu chưa bao giờ nhúng tay Thủy tôi khuyên các cô Vẫn là nên nhận số tiền này đi Dù sao đây là cục diện mà thầm tâm lê vứt lại Thủy suy nghĩ năm lần bảy lượt là người đầu tiên đưa tay nhận tiền. Mấy người còn lại cũng đều tiến lên. Giải quyết xong chuyện nhất chàng, tôi lương mạt cho người đóng cửa. Cô không có cách nào đoán được dã tâm đáng người của Thủy, nhưng coi như đã cho bọn họ một sắp xếp tốt nhất rồi. Tôi lương mạt từ khu trung cư đi ra ngoài, xe của cô dừng trước cửa, mới vừa lên xe còn chưa khởi động, cửa xe đã bị kéo mở. Một cỗ hơi thở của người đàn ông cường ngạnh chui vào, Tôi lơ mạt nhìn về phía người đàn ông ngồi vững vàng bên ghế lái phụ. xanh lại ở đây? Sức khỏe hồi phục thế nào rồi? Vẫn ổn. Lưu Giản nhìn chằm chằm gò má cô. Là thẩm tâm lê làm. Làm sao anh biết? Cô lại hỏi ngược lại, nhưng Lưu Giản cũng không trả lời thẳng thắn. Vì sao chân đông kình không dứt khoát giết chết cô ta? Là tôi không xuống tay được. Lưu Giản đập lên cửa xe. Tôi lơ mạt chú ý thấy xe của hắn dừng cách đó không xa. Tôi còn có việc, Chẳng lẽ anh lại hư xe rồi sao Vì sao không xuống tay được Lưu Giản cũng không có ý định kết thúc cái đề tài này Thẩm tâm lê bây giờ bên cạnh hoắc lão gia tử Đợi cô ta hoàn hồn rồi sẽ cắn ngược lại em một nhát Còn chưa ăn đủ đau khổ phải không Tôi lương mạt nắm chặt vô lăng Tôi cũng biết Nếu trách thì trách lúc đó tôi nhất thời mềm lòng Em đã cho cô ta cơ hội rồi đấy Thẩm tâm lê chính là gián độc Đợi đến khi cô ta cắn em Thì em sẽ không có ung dung như vậy đâu lưu giản có chút cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép nhưng nhìn gò má lương mạt hiền lộ cô đơn lại cảm thấy không đành lòng sau này cẩn thận một chút cô ta ý có hoác lão gia tử làm chỗ dựa nhất định sẽ gây bất lợi về em tôi không muốn như vậy Về mặt tôi lương mạt mệt mỏi tôi đã từng muốn chung sống hòa bình với cô ta nhưng đối với cô ta tôi lại không hề quan trọng thật sự không quan trọng sao lưu giản kỳ thật không có nói quá đồng kình không quan tâm hắn chờ đến phút cuối cũng tiễn thẩm tâm lê lên đường. Xem ra, hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện thẩm tâm lê là uy hiếp của lương mạt. Chỉ là trong lòng hắn, tôi lương mạt không có quan trọng như vậy. Nói cách khác, là một chút tai họa ngầm cũng khó có khả năng giữ lại. Tôi lương mạt cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, dù sao mạng tôi cũng lớn đấy chứ. Khóe môi lưu giản kẽ cong nhạt nhạt trào phúng. Đưa tôi một đoạn đi. Tôi thật sự đang bận, tôi Lương Mạt lại có ý đuổi người Xe của anh sao lại hỏng mãi như vậy nhỉ Cứ nên đổi cái mới đi chứ Thay mới không cần tiền sao Cô lầm bầm Anh còn có thể thiếu tiền nữa Ý cười bên môi lưu giản tự nhiên Dần dần lan tràn Hàn thích nói chuyện với Lương Mạt như vậy Dù bị cô tổn hại mấy câu cũng không sao Đợi tôi đi một đoạn thì làm sao Lại không tốn bao nhiêu tiền xăng của em Tôi lương Mạt bắt đắc dĩ khởi động xe Tôi thực sự là nề mặt mũi của tôi uyển đấy Lưu Giản lui người dựa ra sau Vòng hai cánh tay trên đầu Đã nói với em đừng có cột chung tôi với cô ta mà Tôi lương mạt liếc mắt nhìn hắn Ba trai với ba gái của tôi gần đây sức khỏe không tốt Chuyện nghiên cứu sinh của Tô Uyển là đả kích rất lớn Vậy thì thế nào? Lưu Giản cắt ngang lời của lương mạt Theo lý cô ta là phải ngồi tù Chỉ tạm giữ vài ngày coi như may rồi Không phải em nói tôi nên thay xe mới sao Tôi chuẩn bị rất nhiều tiền bảo lãnh cô ta Rồi cứu cô ta ra ngoài em là em gái của ta em không nói bồi thường thì bỏ đi sau này nếu có đi nhờ xe cũng không thể từ chối tôi chứ chuyện của chị ta cột tôi vào làm gì vậy em cứ kéo tôi với cô ta lại cột chung thì có ý gì chứ tôi lương mạt nhìn chằm chằm được đi phía trước chị ta là phụ nữ của anh mà lưu giản lời biếng dựa nghiêng người nếu em đồng ý tôi liền bảo cô ta nhường chỗ cho em tôi lương mạt ngoan ngoãn không lên tiếng có vài lời nói đùa không nên dẫn chơi Khóe mắt Lưu Giản lộ ra ánh mặt trời ấm áp nhìn về phía Lương Mạt, mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó ở bến tàu, luôn không nhịn được tim lại đập nhanh đau nhức, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ nếm qua, cho dù hiện tại, hắn chỉ cần nhìn thấy Lương Mạt, tim vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. "Anh đi đâu?" Lương Mạt hỏi. Không thấy Lưu Giản trả lời, cô nghiêng đầu nhìn sang, Lờ đãng rơi vào một mảnh âm u huyền ám, Lưu Giản thu hồi tầm mắt. "Tương Hiếu Đường?" Vậy tôi tìm nơi nào có thể bắt xe taxi nhé Địa bàn của các anh tôi cũng không dám vào đâu Kỳ thật xe của hắn căn bản không có hỏng Lưu Giản chỉ muốn ở bên cạnh Lương Mạt lâu thêm một chút Tôi Lương Mạt đi chừng 10 phút liền dừng xe Xuống đi, ở đây sẽ bắt taxi rồi Lưu Giản không động đậy Em gầy đi Gầy không phải là chuyện tốt sao Tôi Lương Mạt đưa tay xoa xoa mặt Lưu Giản thấy thế vươn tay ra Trước khi tôi Lương Mạt kịp phản ứng rơi lên chán cô nếu em sớm cho tôi biết thẩm tâm lê đối với em có loại tâm tư này Tôi sẽ không để chuyện như vậy phát sinh Những lời này có phần bập mờ Làm tôi lương mạt lại cảm thấy khó chịu Cô lùi người Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ độc ác như vậy Một chút đề phòng cũng không có Lưu giản đẩy cửa xe ra Cũng không có lằng nhằng nữa Hắn đứng ở đầu đường nhìn xe lương mạt chạy ra xa Đôi con người yên áng như có điều suy nghĩ Viên đạn trong chân thẩm tâm lê Khó khăn lắm mới lấy ra được Bây giờ còn nằm trên giường không thể vận động đây là phòng của hắc lão gia tử Cô ta gần như tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt Chỉ mới hai ngày trước Lão già đáng chết kia có không thèm quan tâm cô ta Đau đớn khó chịu Chỉ nhất quyết muốn cô ta Thẩm tâm lê chỉ cảm thấy buồn nôn Cuộc sống như vậy còn không bằng chết Cửa phòng bị đẩy ra hắc lão gia tử chống quải trượng đi vào Thẩm tâm lê miễn cưỡng kéo miệng Em muốn đi ra ngoài Nhìn em xem bị thương thành như vậy còn đi ra ngoài thế nào Chờ vết thương cá hơn chút rồi nói sau Em suốt ngày buồn bực ở đây Sắp bực đến hỏng người rồi Không phải là có thể ngồi xe lăn sao Hoặc lão gia tử tới kéo rèm cửa sổ ra các bạc trắng trên đầu dĩ nhiên thấy rõ ràng Nằm đi Lỡ như nha đầu kia còn chưa hết hy vọng thì sao Thẩm tâm lê hử lạnh Bây giờ em đi theo ngài Không ai dám làm gì em cả Hoặc lão gia tử cười tươi trở lại bên giường thẩm tâm lê Lão ta đưa tay sờ mặt cô à Em biết là được rồi Đêm nay ta dẫn em đến khách sạn cơm nước xong thuận tiện ở lại đó một đêm. Thẩm tâm lê khó nén buồn nôn. Những ngày này nằm ở trên giường thực khó chịu. Cô ta muốn mau chóng bình phục. Cô ta còn muốn tìm tôi lương mạt tính sổ. Đến buổi tối, thẩm tâm lê được ôm lên xe. Xe lái ra khỏi biệt thự. Thẩm tâm lê cảm giác thấy bánh xe dưới nền đường khẽ lắc lư. Tài xế đạp thắng xe. Thân xe lung lay bị buộc dừng bên đường. Bên ngoài gió rất lớn. Vẻ mặt hoác lao ra tử không kiên nhẫn. Chuyện gì thế? Tài xế xuống xe kiểm tra Sau đó trở lại Lão gia tử lốp xe bị thủng Hoặc lão gia tử nhíu mày Vừa rồi không phải vẫn ổn sao Tài xế nhìn quanh phía sau Hình như trời sắp mưa Lão gia tử ngài với thẩm tiểu thư ngồi xe phía sau đi Không có cách nào khác Hoặc lão gia tử chỉ đành phải đứng dậy xuống xe Chiếc xe phía sau chạy nhanh tới Hồ vệ đi xuống chuẩn bị ôm thẩm tâm lê lên xe Mới nháy mắt vừa xoay người một chiếc xe thương vụ bầu khói xám đột nhiên từ phía sau vọt lên đến bên cạnh tốc độ hình như chậm lại cũng không ai để ý gần như không nghe thấy tiếng súng thẩm tâm lê ngẹo đầu hai tay cũng mềm nhũn rủ xuống thẩm tiểu thư hoặc lão già tử vừa nhìn một vũng máu to trên ngực thẩm tâm lê tuôn ra lão ta gấp đến độ đầu lông mày nhảy thẳng lên đứng dững ra đó làm gì mau đuổi theo bàn tay phải khô héo của lão hướng tới động mạch cổ của thẩm tâm lê thử dò xét sắc mặt bóng trở nên xanh mét hoặc lão gia tử giơ tay tát tên hộ vệ kia đồ vô dụng lão ta vừa ý thẩm tâm lê không phải là chuyện ngày một ngày hai bây giờ vất vả lắm mới mượn được lý do này giữa cô ta bên cạnh thân thể còn chưa hết nóng cứ như vậy bị kẻ khác giết chết còn là ngay dưới mí mắt của lão hoặc lão gia tử dẫn đến theo chút nữa phát bệnh tim mặt mũi trắng bệch hết trắng lại chuyển sang xanh lão ta liếc nhìn thẩm tâm lê vô lực tựa lên cửa xe mau đưa đi bệnh viện Mặc dù biết là vô dụng nhưng vẫn phải thử xem Xe đi đến nửa đường Đột nhiên đổ mưa xối xả như chút Mùa hè chính là như vậy Thời tiết biến ảo vô thường Lưu giản đổi xe mấy lần về tới nhà Khoảng cách từ ngoài cổng chính xuyên qua khuôn viên Nước mưa tung tóe nền đá quẩy Làm ống quần người đàn ông ướt nhẹp Trong tay hắn mang theo cái dương hình chữ nhật dài gương mặt tuấn tú dưới màn mưa vắng lặng Lại có vẻ âm u không rõ Giày cũng ướt hết Có thể thấy trận mưa này rất lớn Hắn đi lên trên lầu, Tô Huyền ở sân thượng đã nhìn thấy. Chờ hắn đi vào phòng ngủ, cô ta cầm lấy khăn lông tiến lên đón, nhón chân lau tóc cho Lưu Giản. Sao lại ướt thành như vậy rồi? Tôi đi tắm. Tô Huyền chuẩn bị quần áo cho hắn tắm. Chờ hắn đi vào phòng tắm rồi, cô ta quét tầm mắt về phía cái giường kia. Cô ta thấy hiếu kỳ, đi tới rẻ rạt mở ra. Tô Huyền giật mình không ít, lại là súng bắn tỉa. Cô ta vội vàng đóng cái giường lại. Lưu Giản tắm xong đi ra, thấy cô ta đứng trước bàn trà, Hắn vừa lau tóc vừa đi lên phía trước Tô Yên nắm mép váy Lưu giản liếc mắt nhìn cô ta Sau đó ngồi xuống ghế sofa Cô ta tiến lên cầm lấy khăn lông lau tóc cho hắn Lưu giản nhắm mắt lại Để đầu ngón tay của cô ta xuyên qua kẽ tóc Giản hôm nay anh đi đâu Giải quyết một rắc rối Hắn thờ ơ trả lời Em giúp anh để đồ vào chỗ cũ nhé Lưu giản đưa tay níu chặt lấy thân thể Định tiến tới của cô ta Không cần tôi tự làm Tô Uyển gật đầu Sau đó lại ôm hắn Anh Cô muốn nói lại thôi Anh giải quyết phiền phức Còn cần phải tự mình động thủ sao Lần này không giống Lưu Giản hiếm khi nói với cô những lời như vậy Giao cho người khác tôi không yên tâm Tô Uyển vẫn còn suy đoán Chỉ là nghĩ không ra suốt cuộc là vì chuyện gì Thẩm tâm lê cho dù mạng có lớn hơn Cũng chạy không thoát Hết lần này tới lần khác Lúc đưa đến bệnh viện thì thông báo đã chết rồi Hoặc lão gia tử sau khi trở về Nổi trận lôi đình kẻ được phái đi đuổi theo nơm nớp lo sợ phụng bệnh Nó là bị mất dấu xem ra cũng không phải là sát thủ bình thường vì làm vui lòng thẩm tâm lê quần áo trang sức mua về còn bày biện trong phòng cô ta hoặc lão gia tử sai người ném hết đồ ra ngoài nhật thời đến cả huyết áp cũng tăng bây giờ bên ngoài đều biết thẩm tâm lê đi theo lão mấy ngày đã bị bắn chết rõ ràng là đánh lên mặt lão ta toàn lương mạt cũng là từ trên đông kỳ mà biết được tin tức kia là chạng vạng tối hôm trước Bị kẻ khác dùng súng bắn tỉa bắn chết Xem ra thương pháp kẻ đó rất chuẩn Muốn từ trên một chiếc xe đang chạy Nhắm trúng mục tiêu Cũng không phải chuyện dễ Trâm Đông Kình quay đầu lướt nhìn cô Thẩm tâm lê đắc tội cũng thật không ít người tôi lương mạt cầm điều khiển từ xa Như vậy tốt nhất Người không phải em giết Cũng không phải vì em mà chết Em không cần ấy đấy một chút nào Còn có thể cười trên nỗi đau người khác Nói không chừng là bởi vì em mà chết đấy Trâm Đông Kình cười cười nhìn cô Tô Lương Mạt đột nhiên nghĩ tới lời Lưu Giản nói với cô hôm đó. Hắn nói, nếu như cô sớm cho anh biết thẩm tâm lê đối với cô có loại tâm tư ấy, hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Lương Mạt lại cảm thấy không thể nào. Cô với Lưu Giản là quan hệ như thế nào? Người như hắn làm sao có thể vì cô mà bạo hiểm giết người? Trong lòng Đông Kình lại rõ như gương, chỉ là Lưu Giản cũng không phải kẻ ngốc. Ra tay vào thời điểm này, người đầu tiên bị nghi ngờ tất nhiên sẽ là Trêm Đông Kình. Cũng không sao, hai người bọn họ chịu tiếng xấu thay kẻ khác còn bình thường hơn ăn cơm bữa hướng hồ cho dù không khoai động thủ thẩm tâm lê hắn cũng sẽ không giữ cô ta lại hôm sau tô uyển rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống từ xa đã nhìn thấy nhiều người đứng trong phòng khách lưu giản thản nhiên tự đác ngồi ký sofa lời của hắn không nặng không nhẹ truyền tới tai tô uyển hôm nay tôi còn có việc các người có phiền hay không thật ngại quá nhưng hoắc lão gia tử nhất quyết bảo chúng tôi đến mời ngày cũng không phải chỉ có ngài kinh thiếu bọn họ cũng sẽ đến tô uyển nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống dưới khuôn mặt lưu giản không kiên nhẫn vì chuyện gì thẩm tiểu thư tối hôm qua bị bắn chết ồ lưu giản đáp nhẹ vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi hoặc lão gia tử chính là muốn nhờ các ngài hỗ trợ tìm hung thủ chuyện này có khả năng liên quan tới kình thiếu lúc trước tô tiểu thư bị người ta hạ độc còn nói có thể là có liên quan tới thẩm tiểu thư cho nên lưu giản bực mình phất tay cắt ngang không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm nhiều như vậy đâu một thẩm tâm lê phải cần huy động nhiều nhân lực như vậy à hoặc lão gia tử cũng anh hùng háo hức không kém năm nào nhỉ tô uyển âm thầm nhìn về phía lưu giản thẩm tâm lê là bị giết tối hôm qua lưu giản lại là tối hôm qua mang theo súng trở về cũng có thể là trùng hợp nhưng tô uyển lại tin tưởng giác quan thứ sáu của phụ nữ hơn nữa chuyện này còn liên quan tới tô lương mạt lại là tô lương mạt Tô Uyển thấy Lưu Giản đứng dậy Hắn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà Lão gia tử vì phụ nữ Là muốn lật ngược cả ngựa trâu lên sao Bây giờ chú lão đại không quản chuyện Chúng tôi chỉ có thể tìm ngài Lưu Giản thấy Tô Huyền đi vào phòng khách Cô ta tiến lên kéo cánh tay hắn Sẽ không có chuyện chứ Lưu Giản hơi nhíu đôi lông mày Có thể có chuyện gì được Hoặc lão gia tử cần giúp đỡ Chúng ta về lý nên ra tay Tô Huyền nghe vậy tay cũng theo đó rơi xuống Đám người đi ra khỏi phòng khách Tô Uyển cùng đi ra ngoài Nhìn thấy Lưu Giản lên xe rời đi Trái tim trao lờ lửng giữa cổ họng Cô ta không cách nào lạc định Chuyện thẩm tâm lê cô ta không lo lắng Nếu Lưu Giản tự đã tự mình ra tay Sẽ suy xét kỹ mọi khả năng Cô ta sợ chính là lòng Lưu Giản Bây giờ có khi đã rơi lên người Tô Lương Mạt rồi Hoặc lão gia tử thật ra cũng không để ý Thẩm tâm lê được coi là gì Nhiều lắm chính là một người phụ nữ lão vừa ý nhưng trong chuyện này lại có quan hệ gì với bang hội Lúc có người đến thanh hồ đường mời Bị chiêm đông kỳ nhất quyết từ chối Điều này cũng khiến hoắc lão gia tử nhận định Chắc chắn chuyện này có liên quan tới đông kỳ Lương mạt nhìn những kẻ kia sáng mặt đi ra ngoài Sau lưng chuyển tới tiếng bước chân Cô cũng không quay đầu lại Lão gia tử có khi nào cho rằng Lanh phái người làm ra không Tùy ông ta nghĩ thế nào cũng được Tuổi dây một giáp còn đòi phong lưu Hắn vươn tay ôm thắt lưng lương mạt Em nói xem đến lúc tôi già như vậy Có thể cứng lên được không Lương mạt vốn là cầm ly sữa đang uống Phê này bị sặc Thiếu chút nữa không thở được Đợi sau khi nuốt xuôi Cô đưa tay vỗ vỗ bả vai đồng kình Yên tâm đi Em hoàn toàn tin tưởng năng lực của anh Mấy ngày nay Trên đông kình cũng không chạm vào cô Bầu không khí như vậy Người đàn ông có chút không cầm giữ được Hắn đưa tay nhéo ra thịt trắng mềm trên bắp đùi lương mạt. Cảm xúc láng mịn làm toàn thân hắn chấn động Hắn áp sát lại gần Lương mạt chống người trên lan can Mới sáng sớm thôi mà Đông kình ôm cô lên để cô ngồi trên lan can Chính là sáng sớm mới có tinh thần mạnh mẽ như vậy Lương mạt áp mặt lại gần hắn Thẩm tâm lê lợi hại như vậy Nhưng nói không còn liền không còn nữa Đang nghe năng lại nhắc cô ta làm gì Mất hứng Hắn đẩy áo choàng tắm của cô ra Lương mạt cắn chặt răng chịu đựng khó khăn Đông kình đưa tay vỗ mặt Thả lỏng ra anh thả lòng một chút thử xem Người đàn ông giãn mặt Đôi mày lộ vẻ cười nhạo Nếu tôi thả lòng liền mềm nhũn ra Em khẳng định muốn như vậy ư Lương mạt cắn răng một cái Chỉ cảm thấy căng trướng khó chịu Đột nhiên phản ứng đây vẫn là ở bên ngoài Cô đưa tay sâu đẩy Phía dưới còn có người Tôi không sợ em sợ gì chứ Đông kình áp sát lại Người khác muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang vận động thôi Lương mạt kéo áo choàng tắm sửa sang lại Nhưng bây giờ không quen như vậy Hai chân cô trơn bóng cóp chặt thắt lưng người đàn ông Đi vào trong đi Đồng kình áp môi mỏng lại gần vành tay cô Giọng nói mang theo ý niệm tả tứ Không phải đã sớm đi vào rồi sao Lương mạt kẽ cắn môi dưới Thanh âm đã khản đặc Em bảo anh đi vào phòng mà Cô cảm thấy cả người bay lên không dung Rồi bị ôm lấy đi vào phòng Phần lưng lương mạt dán lên ga giường Hai tay cô ôm lấy cổ người đàn ông Trên đông kình thuận thế đè lên người cô Tôi lương mạt vòng chặt hai tay tật không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì sao lại nói như vậy luôn cảm thấy sau khi đi theo anh đã thấy quá nhiều chuyện thấy sự vô thường chiêm đông kình đá vang chăn bề một bên đi bình thường thôi bắt cóc giết người là chuyện thường xảy ra ai cũng không tránh được tôi lương mạt nghiêng người dậy nếu như có ngày em bị kẻ khác bắt cóc anh sẽ làm thế nào trên đông kình hôn chán cô tôi sẽ cứu em trước nếu như không cứu được thì sao không cứu được cũng chỉ có thể không cứu thôi Đông Kỳ nhìn chằm chằm người dưới thân Lương mạt cũng không có biểu hiện thất vọng hay buồn bã Em cũng nghĩ vậy Nếu không cách nào cứu được Hà tất phải liên lụy đến anh làm gì Tôi lương mạt không ngờ mình là mỏ quạ đen Có mấy lời quả như là không thể nói Chuyện thầm tâm lê cứ như vậy mà qua Hoặc lão già tử Cho dù muốn lăn qua lăn lại Cũng lăn qua lăn lại không được cái gì Lần mà từ bến tàu đi ra, cô tự mình lái xe, sau lưng còn có một chiếc xe đi theo. kể từ sau chuyện thẩm tâm lê, cô cũng là đề phòng. đi đến những nơi vắng vẻ như bến tàu đều cần hộ vệ đi theo. đây là địa bàn của chiêm đông kình sẽ không có chuyện. xe một đường lái thẳng đi. ước ừ chừng nửa giờ sau, lương mạt đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng va chạm kịch liệt. cô hướng tầm mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đi theo cô bị một chiếc xe khác ép vào lề đường tôi lương mạt phát giác có chuyện không ổn cô nhìn thấy sau lưng lại có mấy chiếc xe đuổi tới mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng hổ vệ lao ra lương mạt dẫm chân ga xông về phía trước sau lưng có xe tăng tốc chạy lên cô đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có tôi lương mạt tập trung tinh thần lái xe nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh cô khó khăn lắm mới tránh được một chiếc xe tải trước mặt làm chiếc xe màu đen có rèm che ở gần nhất suýt chút nữa đâm vào đôi xe của cô tôi lượng mạt đưa mắt nhìn đường phía trước cô cũng bất chấp quy định giao thông thần xe cà qua hai chiếc xe đậu trên đường lương mạt sợ hết hồn vía vẫn là cố gắng đánh tay lái ổn định cô rút súng mang theo trên xe thả xuống giữa hai chân trên đồng kình nói chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa tôi lương mạt bình tĩnh lại phía trước không xa có một nhà xưởng cũng là địa bàn của đông kình trước mặt cũng có chiếc xe vọt qua đâm vào đèn pha chiếc xe tô lương Mạt. chiếc xe lao như tên bắn đơn giản bị buộc giảm tốc độ quanh co cọng vẹo sang một bên. Phía phía sau thấy thế kịp thời tấn công từ hai bên. Tô Lương Mạt giảm tốc độ, cô cầm súng, mở cửa sổ xe ra, xe ở phía sau tiến lên rất sát, cô đột nhiên trồm người ra bắn một cái. Mẹ kiếp, người phía sau thuyết chút nữa trúng đạn, mấy chiếc xe đồng thời dồn lên trước. Tô Lương Mạt nghĩ thầm, bây giờ lành ít dữ nhiều. Xe bị đâm gần như mất phương hướng, súng trong tay Lương Mạt cũng bay ra ngoài, cô càng thêm cuống cuồng. Một tiếng vang rất lớn chuyển đến, lốp xe bị đối phương bắn thủng, xe đâm vào hàng cây ven đường. tôi Lương Mạt đập người vào túi khí an toàn, còn chưa hoàn hồn, tầm mắt nhìn thấy mấy tên đàn ông xuống xe. Cô trước cửa khóa xe lại, muốn kéo dài thời gian. tôi Lương Mạt xoa thái dương bị đụng đau, thấy một tên đàn ông cầm súng tiến lên, đoàng đoàng mấy tiếng, lại dùng lực lôi kéo, cửa xe lập tức bị mở ra. tôi Lương Mạt bị hắn lôi cánh tay, dùng sức kéo ra ngoài. Cô bước chân lảo đảo, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Các người muốn làm gì Mời cô đi một chuyến Tôi lương mạt cương cứng hai chân Tên phía sau thấy thế giơ tay lên dùng sức chém lên cổ cô Tôi lương mạt chợt cảm thấy Trước mắt đột nhiên tối sầm Tên đàn ông kéo cô bây giờ đã mất đi chi giác lên xe Nói với lão đại Chúng ta bên này làm xong rồi Xe của tôi lương mạt bị đẩy vào bụi cây bên cạnh Cô bị người ta trói hai tay Khi cô tỉnh lại Cô tay đau nhức khó chịu Dãy dụa một hồi không nhúc nhích được Tôi Lương Mạt nhò mắt lại nhìn quanh bốn phía Tổng các nói không sai Bọn bắt cóc thường chọn những địa điểm bỏ hoang Thứ nhất là khó tìm Thứ hai có thể che giấu dấu vết Nếu như đã vậy rồi Cô trước tiên không được hoảng sợ Tôi lương Mạt đối với tình huống như vậy là có chuẩn bị trước Lâu trước tổng các huấn luyện cô Câu đầu tiên nói là Từng lai những kẻ không động được và chim đông kình Muốn đối phó hắn Tất cả nguy hiểm có lẽ đều trút lên người cô Phía trước có mấy tên đàn ông Chắc là chịu trách nhiệm trông coi Tôi lương mạt ho nhẹ một tiếng Bọn chúng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại Vô tỉnh rồi sao Cũng không phải những kẻ đuổi giết cô Tôi lương mạt co lại trong góc tường Sợ hãi trong lòng bị phóng đại đến cực hạn Rồi hiển lộ rõ trên mặt Các người là ai Đây là đâu Yên tâm đi Lát nữa sẽ có người tới cứu cô ra ngoài Một chiếc đèn lớn chiếu trên đỉnh đầu Hai tay tôi lương mạt đặt trên đầu gối Cánh tay bị băng dính màu đen rắn chặt Cô yên lặng ngồi một lúc Ý thức được nhất định phải dựa vào bản thân mình đi ra ngoài Tôi muốn đi vệ sinh Đi ở đây luôn đi Mặt tôi lương mà sung huyết đỏ bừng Nhìn thấy mỗi một đôi mắt đều không hề có hảo ý Cô giơ cao hai tay lên Tôi đã như vậy rồi Còn không yên tâm sao Hống ngồi trên người tôi cũng không có bất kỳ thứ gì Tổn hại đến các người được Chẳng lẽ tôi còn có thể chạy trốn ư Phụ nữ thật phiền phức Tám tự Một tên đàn ông khác nói Mày đưa nó đi đi giải quyết chỗ bãi đất hoang cái này cũng không phải chuyện tôi đâu tên đàn ông được gọi là tam tử chửi ra miệng thật lắm chuyện hàn đi tới một phát bắt cánh tay lương mạt lôi cô dậy đi cô khẽ cử động hai chân đi theo tên đàn ông ra ngoài ra đến bên ngoài tôi lương mạt mới phát hiện ở đây là khu nhà cũ bảy tám gian nhà lục xụp, miệng cưỡng chất dựng thành dưới mỗi mái hiên đều có chụp đèn ánh đèn cũng không sáng tên đàn ông xô đẩy nhìn cái gì mà nhìn bước cho đàng hoàng Hắn đem tôi lương mạt ra sau một gian nhà Chỉ vào bụi cỏ dại mọc cao đến chân Đi đi Không có toilet sao Còn kén cá chọn canh Không đi thì quay về Nói xong lại muốn đến tóm cô Tôi lương mạt liên tục nhắc lại không ngừng Được rồi được rồi Tạm tử châm điếu thuốc Thấy lương mạt còn đứng yên đó Mày muốn cái gì Xin hỏi có giấy không Chết tiệt Tạm tử thiếu chút nữa văng tục Tôi lương mạt đứng rất gần hắn Hắn hướng mắt nhìn khuôn mặt cô Luân cảm thấy có cái gì đó không đúng Hắn thầm than một tiếng Đôi mắt này thật mẹ nó quá đẹp Còn chưa có cảm thán xong Cả người liền mềm nhũn lảo đảo ngã xuống Tôi lương mạt dùng bà vai đỡ lấy hắn Để cho hắn dựa vào vách tường Cô dãy dãy băng dính trên tay không rớt ra được Tôi lương mạt chỉ đành nhấc chân chạy ra ngoài Dù sao chân không bị trói Bên ngoài có kẻ trông chừng Con mắt sắc bén quét một cái về hướng lương mạt Đứng lại cô càng gấp rút chạy trốn sau lưng chuyển tới tiếng bước chân rồn rập hai tay bị trói kéo chậm tốc độ bà vai bị một cỗ lực đập lên cả người tôi lương mạt ngã nhào về phía trước ngay sau đó bị kẻ khác xách dậy báng súng hướng lên đầu cô đánh tới tôi lương mạt đau đến choáng váng cảm giác thấy chất lỏng ấm nóng thoẹt theo gò má chảy xuống dưới tên đàn ông lực lưỡng kìm chặt cổ cô kéo vào trong gian nhà lương mạt không hô hấp được hai chân dùng sức quẫy đạp mấy tên vốn ở bên trong đều đi ra Thấy bộ dáng này của lương mạt không dám lên tiếng Tên đàn ông hất tay Nặng nề ném cô xuống nền đất lạnh như băng Tổ lương mạt trên rỉ một tiếng Đưa tay sở thử Trên mu bàn tay đều là máu Tám tử đâu Đưa cô ta đi vệ sinh Sẽ không xảy ra chuyện chứ Tên đàn ông cúi đầu Một cước đạp hướng lương mạt Còn không đi tìm Tên đàn ông đi theo bên cạnh chạy ra ngoài Không bao lâu liền đỡ tam tử vào Tam tử hiện nhiên còn chưa hiểu có chuyện gì Hắn xoa đầu Sao thế? Sao mày lại để nó trốn thoát Tam tử nhìn về phía lương mạt đang nằm sấp Tao không biết Tao chỉ thấy đầu trắng váng lợi hại Chúng mày coi chừng đấy Lại để nó chạy khỏi cái cửa này Tao chặt đứt hai chân chúng mày Tôi lương mạt đưa hai tay ôm đầu Đau đớn khó nhịn Tam tử hùng hùng hổ hổ Cặp quỷ rồi Cậu bị lôi đến góc tường Lương mạt nhìn chằm chằm ngọn đèn không ngừng lắc lư Cô không chắc chắn trên đông kính có tới cứu cô hay không tôi lương mạt cập cong đầu gối cảm thấy cô độc không có ai để dựa vào ngoại trừ chiêm đông kình từng nói quan tâm thì trước giờ chưa từng đề cập bất kỳ chuyện gì khác với cô cô đột nhiên thấy hoảng sợ hắn có thể hay không đối xử giống như thẩm tâm lê vứt bỏ cô một bên không quan tâm đầu cô đau đớn lợi hại tam tử đi đến bên cạnh tao có ý tốt dẫn mày ra ngoài lại có muốn chạy trốn sao cô nhắm mắt lại lười đáp lời bên tai đột nhiên chuyển tới trận còi xe tôi lương mạt cảnh giác mở mắt Tam tử nhìn ra bên ngoài một cái Người cứu mày đến đấy Tôi lương mạt vội vàng muốn đứng dậy Bị một tên một cước đạp lên bả vai Cô không thể không ngồi trở lại Phía ngoài có tiếng bước chân đi tới Hình như là rất nhiều người Tôi lương mạt bị tên đó tốm sau lưng Cao đến giữa phòng Còn chưa đứng vững thì thấy một đoàn người tiến vào Trên đồng kình dẫn đầu ở phòng Quét mắt một cái Ánh mắt cũng không có dừng lại trên người lương mạt Lại có mấy tên tiến đến Tên đi phía trước hình như là lão đại kênh thiếu tao nhớ đã nói rõ với mày mày chỉ có thể đến một mình thôi tống các với hàn tăng đều ở đây trên đông kính đi về phía chiếc sofa duy nhất trong gian phòng thân xác tự nhiên ngồi xuống tầm mắt bây giờ mới hướng về phía lương mạt không phải mày muốn tiền sao hàn tăng mở cặp da đem theo sau đó vứt xuống mặt đất một đống tiền mệnh giá lớn xếp thành từng chồng rơi ra Tạm tử nhìn đến cả mắt cũng không buồn chớp tên đàn ông kia đi đến bên cạnh lương mạt súng trong tay hắn chĩa lên gáy cô mày mang nhiều người đến đây như vậy đây lát nữa bọn tao chỉ sợ là có mạng lấy tiền không có mạng đi ra ngoài thôi một người phụ nữ mà thôi hơn nữa thứ mày muốn là tiền đông kình mặt không đổi sắc tao đảm bảo để chúng mày rời đi mày thả quấy ra nói đùa gì thế tên đàn ông quét về phía đám người sau lưng đông kình mày để cho bọn tao đi tao muốn chỉ là tiền người tao sẽ trả lại nguyên vẹn cho mày đông kình vắt ngang chân dài thả người dựa vào ghế sofa rách nát. Không khí như vậy lại không lấn át được một chút nào khí chất cao ngạo riêng biệt của người đàn ông. Cái này không có khả năng. Hắn quả quyết cự tuyệt. Ta không thể nào vì cô ta mà để bản thân lâm vào nguy hiểm được. Cô ta cũng phải phụ nữ của mày sao? Đông Kình chỉ chỉ tiền dưới đất. Cho nên, cô ta đáng giá số tiền ở đây. Nếu không, ta sẽ không tới. Nói cách khác, tôi lương mạt đáng giá, chứ không phải hắn mạo hiểm tên đàn ông một phát nhưu lấy tóc lường mặt đừng trách tao không khách khí với nó Tô lường mặt nhịn đau lời trên đông kính nói nghe vào tai cô không cảm thấy khó chịu lúc này nếu biểu hiện càng khẩn cấp thì càng thêm bất lợi trầm đông kình quét mắt một cái mày ngay cả tiền cũng không cần sao nếu như đến mạng cũng mất còn cần tiền làm cái quái gì tên đàn ông biết trên đông kính dẫn theo không ít người đến đây hắn vung vắng súng cứng rắn dùng sức nện sau lưng lường mặt cô đau đến cong gặp người lại tên đàn ông lại dùng súng nhắm ngay thắt lưng cô mỗi lần đều hướng lên cạnh sườn cô ra tay hốc mắt lương mặt ướt át cô cắn chặt cánh môi thậm chí có thể nếm thấy mùi bao tươi trong miệng tên đàn ông chú ý đến vẻ mặt đông kình hắn càng bình tĩnh tự nhiên tên đàn ông càng ra tay độc ác cả người lương mặt mềm nhũn mặt mũi khắp người đầy mồ hôi tên đàn ông đưa tay vén vạt áo của cô chỗ thắt lưng nhìn thấy mà giật mình tất cả đều là máu ứ động Bảo à, bọn chúng đi ra ngoài hết đi đông kình bỗng nhiên đứng bật dậy nếu mày không muốn tiền nói vì sao bắt cóc cô ấy tên đàn ông đem súng nhắm sang đông kình bây giờ cô ta ở trong tay tao mày không có tư cách cò kè mà cả với tao hình như mày không hiểu quy củ thì phải tiền mày muốn ở ngay đây mày lại không chịu thả người tên đàn ông một quyền đánh tới sau lưng lương mạt cô đau đến cảm giác như sống lưng sắp bị chặt đứt Đông Kinh liếc mắt một cái, đáy đầm ẩn hiện huyết sắc âm u. Hàn Tăng với Tống Các đứng bất động tại chỗ. Thuộc hạ có tên đàn ông cũng rút súng, hai bên dương cung bạt kiếm. Đông Kinh nhìn chằm chằm lương mạt quỳ dưới đất. Thái Dương cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tên đàn ông đưa tay kéo đầu cô một cái. Nếu mày không để bọn tao ra ngoài, tao liền ở trên người nó là một cái lỗ đấy. Đông Kinh giơ tay lên, Hàn Tăng tiến lên trước nói. Kinh thiếu, chúng tôi không thể đi. Cậu như vậy không phải là muốn tôi đi tìm chết sao Đông Kỳ nhếch miệng cười lạnh Tên đàn ông đem súng chuyển qua bà vài lương mặt Tao đếm đến ba Một phát súng này đi xuống Cánh tay này của con đàn bà của mày đã có thể phế đi Bên trái trước Hay là bên phải trước Dù sao cũng là chuyện sớm muộn Tôi lương mạt không khỏi run rẩy một hồi Bởi vì phần lưng bị thương Cô không thể không duy trì tư thế ngã ra sau Một Hai da thịt nơi gò má đông kình căng cứng tình huống như vậy hắn chưa bao giờ gặp phải bởi vì chưa từng có một người phụ nữ nào của hắn có thể trở thành thẻ bài để kẻ khác uy hiếp hắn khoan đã cuối cùng lúc chữ ba kia sắp nhảy ra khỏi khoang miệng đối phương đông kình nghe thấy âm thanh của mình ngăn cản hắn hắn cũng có chút giật mình thế này dù sao cũng không phải mạo hiểm bình thường ta đồng ý với mày kinh thiếu hạn tăng với tống cát chăm miệng một lời Ta chỉ cho người của ta lui ra quảng trường ở bên ngoài Ta với cô ấy ở lại đây Đến lúc đó chúng mày có đầy đủ thời gian rời đi Tên đàn ông giơ súng trong tay lên Ta muốn là bọn chúng cút về hết Toàn bộ cút về hết Ta đảm bảo sẽ để chúng mày đi Mày dùng cái gì để đảm bảo thế Tên đàn ông hở lạnh Ai không biết trên đông kình mày lòng dạ độc ác Đợi mày hoàn hồn lại Chúng tao đừng mong sống sót Đồng kình quay đầu nhìn về phía hàn tăng với tống cát Đi ra chờ tôi bên ngoài hàn tăng không chịu bị tống cát kéo cánh tay đi ra ngoài tô lương mạt nhìn đông kình một mình đứng một chỗ cô thấy hai mắt chua xót sau đó nhìn thấy đông kình rút con dao quân đội tùy thân ra mày muốn làm gì bên cạnh có kẻ dơ cao súng trên đông kình liếc mắt Đau của tao còn có thể nhanh hơn súng sao đừng có dở trò súng trong tay tên đàn ông dùng sức chọc chọc tô lương mạt phía trước có một cái bàn cũ đông kình đưa tay áp lên trên mặt bàn sau đó đem dao áp theo hướng ngón tay của mình tôi lương mạt kinh hãi cô hoảng sợ lắc đầu trên đông kình, anh làm gì thế lệ dao chống lên mặt ra lạnh lẽo bén nhọn trong nghe mắt tập kích đến tận xương tay đứt ruột sót, trên đông kình biết rõ một đao kia đi xuống đau đớn thế nào nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể xử lý nguy hiểm đến mức thấp nhất tôi lương mạt hét khản giọng đừng trên đông kình, anh điên rồi hắn nghĩ hắn là điên rồi vì một tô lương mạt có đáng hay không đông kình nghĩ tới đây trong lòng là có do dự hắn ngẩng đầu liếc nhìn lương mạt có biểu hiện hoảng loạn cũng sợ hãi khó hiểu ra ngoài làm hắn an tâm hắn nghĩ vẫn là đáng giá dao nhỏ hạ xuống một cỗ đau nhức cho đến tận tim làm hắn nhíu hai đầu lông mày Chậm đông kình không suy nghĩ tiếp nữa tay vải dùng sức mạnh mẽ dập xuống thần kinh chết lặng hồi phục rất nhanh Tô lương mạt nhắm chặt mắt Nước mắt trào ra ngoài Chảy xuống không cách nào thu lại được Cô cắn môi Làm thế nào cũng không chịu được nước nở Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ bàn trà màu gỗ thô Đám người bên cạnh hoàn toàn sững sờ Trường đồng kỳ nhặt lên một đoạn ngón út kia Đây chính là đảm bảo của ta Có đủ hay không Nói xong ném thứ đó xuống Tên đàn ông đưa tay định đón lấy Lục hán từ bên cạnh lương mạt bước ra Lại bị người nào đó bắn cho một phát súng Tôi lờ mặt giật mình, cả người ngồi xổm dưới đất. Đông Kình rút súng giải quyết mấy tên đứng gần đó. Hình như có tay bán tỉa núp trong tối thì hắn giải quyết từng kẻ nguy hiểm. Người phía ngoài nghe tiếng súng, rồi rít muốn tuôn vào trong. Đông Kình khom lưng núp ra sau ghế sofa. Kẻ tiến vào bị tay bán tỉa giết chết từng tên. Hàn Tăng và Tống Các vọt vào rất nhanh. Tôi lương mạt đưa hai tay ôm đầu, lưu lại trong mắt chính là một màn đông kinh chém xuống kia. Chiếm đồng Kình nắm tay trái, hàn tăng tiến lên rất nhanh, thần sắc khẩn trương. "Kình thiếu, ngài làm sao thế?" Hắn không nói gì, đi thẳng đến bên người Lương Mạt, Đông Kình ngồi xổm xuống, tay phải dính máu ôm lấy hai vai Tô Lương Mạt. "Không sao, đừng sợ." Cô bổ nhào vào lồng ngực Đông Kình, lực đạo lớn đến nỗi gần như xô ngã hắn, Lương Mạt run rẩy nâng tay trái Đông Kình lên, ngón út bị mất một đốt, từ xương ngón tay trở lên, Tô Lương Mạt đầy nước mắt. "Vì sao?" Sắc mặt đồng kình vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt Vì sao cái gì Không đáng tôi lương mạt chỉ biết lắc đầu Đông kình tự cảm lên đỉnh đầu lương mạt Đáng Tôi nói là đáng Nước mắt cô làm thế nào cũng không ngừng rơi được tôi lương mạt níu chặt trước ngực đông kình Đứng lên chúng ta đi bệnh viện Tổng các tiến vào dìu chiêm đông kình đứng dậy tôi lương mạt ngồi xổm dưới đất Cô khóc nhặt đoạn ngón út kia lên Vành mắt hàn tăng cũng ửng đỏ Bên cạnh có người hỏi phần còn lại phải làm sao đây còn phải hỏi sao hàn tăng giống một tiếng có phải muốn ta bắn chết ngươi không tôi lương mạt chạy chậm chậm theo phía trước cô tiếp nhận đông kinh từ trong tay tống các cô dùng bả vai đỡ hắn để hắn dựa vào người mình cho dù rất nặng nhưng mà bây giờ lại thật sự ở rất gần cô cánh tay tôi lương mạt ôm eo hắn đông kinh cúi đầu thấy cô vẫn còn khóc làm sao nước mắt vẫn chảy không ngớt thế đông kinh anh có đau không Giọng nói cô nghẹn ngào Tôi nói không đau em tin không Em không tin Nước mắt lương mạt càng chảy dữ dội Tống Các vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị xe Cánh tay đồng kình rũ xuống bên người lương mạt Máu chảy xuống nhiễm đỏ cả cổ áo của cô Cô tiêu hoán ngồi vào chỗ sau xe Lòng bàn tay lương mạt bao lấy miệng vết thương đông kình Xe chạy như bay một đường tới thẳng bệnh viện Lương mạt đứng trước phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi Trước cửa ngoài hàn tăng tống các Còn có hai tên hộ vệ canh giữ Máu trên tay lương mạt còn chưa rửa đi Cô đưa hai tay che mặt Trong mũi đều là mùi vị tanh tưởi chết chóc Hàn tăng cho dù trong lòng khó chịu Cũng không cách nào nói tô lương mạt Gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể giải quyết Cũng không phải nói cẩn thận một chút là có thể tránh được Lương mạt đau lòng khó nhịn Như bị người ta dùng dao mổ lồng ngực ra Từng nhát, từng nhát lang trì Kim đồng hồ nhanh chóng tan biến như cát chảy Lương mạt đợi đến phát hoảng Trong lỗ tai vừa nghe thấy một động tĩnh cô kinh hoàng hoảng hốt đứng dậy thấy bác sĩ từ bên trong đi ra vừa mới đứng lên mới duy trì một tư thế quá lâu hai chân đều tê dại hạt tăng nhảy lên trước tiên thế nào rồi nối xong rồi may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời không sao rồi phải không tôi lương mạt bật thốt làm sao có thể không sao chứ bác sĩ cởi khẩu trang nối xong rồi chỉ là không ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ rồi cuộc là chặt đứt dâng cốt phương diện vận động sẽ hàn tăng tiến lên một bà níu lấy cổ áo bác sĩ dùng thuốc tốt nhất dùng trị liệu tốt nhất cho tôi nếu kỉnh thiếu không khôi phục tôi liền giết ông hàn tăng tống các kéo tay hắn ra cậu cầm miệng cho tôi tôi lương mạt đưa tay lau sạch nước mắt anh ấy còn ở bên trong không lập tức chuyển sang phòng bệnh ngay mọi người sang đó chờ đi bác sĩ sửa lại cổ áo bị hàn tăng kéo xiên lệch tôi lương mạt kiên trì chờ trước cửa phòng cấp cứu lúc đồng kình được đẩy ra lương mạt lại tránh đi rất xa đột nhiên mất đi dũng khí tiến lên coi nhìn nhân viên hộ tá càng lúc càng đi xa lương mạt yên tĩnh dựa vào vách tường ước chừng nửa giờ sau mới đi về phía phòng bệnh của chiêm đông kình hàn tăng với tống cát đều tự mình canh chừng bên ngoài phòng nghỉ lương mạt đẩy cửa đi vào bên trong chỉ bật một ngọn đèn nhỏ chiêm đông Kình nghe thấy tiếng bước chân Sao giờ mới đến tôi lương mạt bước nhanh tới đến trước giường đông kình cô cúi người đè lên chân đông kình mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhức nở đông kình sau khi hết thuốc tê cả người có vẻ rất mệt mỏi lương mạt không nhìn hắn chỉ ôm hai chân hắn không buông tay đông kình cũng để cô tùy ý cuối cùng không cưỡng được mệt mỏi ngủ rất say lương mạt nghe thấy tiếng hít thở trầm ồn của người đàn ông chuyển đến cô đứng dậy Trầm đồng kình để tay ngoài chăn mềm có thể nhìn thấy ngón tay bị băng gạc bao lấy lương mạt kể sát lại gương mặt tuấn tú của người đàn ông Hắn không hề phòng bị ngủ thiếp đi Bên tai có một bóng ảnh nghiêng nghiêng mờ mờ Tôi lương mạt kẽ hôn lên khóe môi người đàn ông Cô nằm trước ngực đông kình Một khác kia chặt đứt ngón tay Ánh mắt hắn rất quyết tuyệt Cô ngay cả nửa điểm khuyên can vãn hồi cũng không có Tôi lương mạt nghĩ Tất cả những lời nói cùng đối xử khác biệt với người khác của Trâm Đông Kình đều không phải là thật. Nếu như đổi lại là cô, có lẽ còn không làm được. Tôi lương mạt vòng tay ôm eo kiêm đông kình Nước mắt rơi xuống ngực người đàn ông Có người chịu vì cô làm như vậy Cô còn, còn để ý thế giới trắng hay đen làm cái gì Đông kình trước kia từng nói với cô Nếu như có ngày lòng của cô muốn nhích tới gần Đừng vì những bất đồng của bọn họ Mà áp đặt ngăn cản Hôm nay cỗ lực này mạnh mẽ như trẻ tre Tôi lương mạt muốn ngăn cản Cũng không thể ngăn được Hôm sau tôi lương mạt thức dậy rất sớm Lúc cô đi ra ngoài Trên đông kình còn ngủ Tôi Lương Mạt chạy xuống tầng dưới bệnh viện mua bữa sáng. Ánh nắng buổi sớm mùa hè không quá mãnh liệt, chiếu rọi lên người rất thoải mái. Cô mua hai phần cháo trứng thịt nạc muối, còn cầm theo sủi cào hấp và bánh bao đi ra. Trong bệnh viện bất ngờ gặp Lưu Giản. Người đàn ông xoay xoay chìa khóa xe trong tay. Xem lại ở đây. Tôi Lương Mạt mang theo đồ đóng hộp. Vậy sao anh lại ở đây? Chị dâu tôi ở đây dưỡng thai, tôi tới xem thử. Tôi Lương Mạt bước lên thềm đá đi vào trong. Lưu Giản cũng đi theo phía sau cô Em cũng dưỡng thai hả Tôi lơ mặt lắc đầu Coi như không để ý chỉ muốn rời đi Em cũng có người quen dưỡng thai ở đây Sao anh cái gì cũng đều là dưỡng thai thế Lưu Giản cảm thấy kỳ quái Chỉ chỉ cửa chính bệnh viện Đây là viện sức khỏe nhi sản Nổi tiếng nhất không phải sinh con với dưỡng thai sao Tôi lơ mặt trả lời một câu Chẳng lẽ không cho phép bệnh viện này có phòng khác à Vậy cũng không phải Nhưng tôi hỏi em nửa ngày em chưa trả lời thực ăn sách trong tay nặng trịch lương mạt vốn là muốn xoay người nhưng trong lòng thoáng lên một ý niệm cô dừng bước nhìn về phía lưu giản giọng điệu có phần dò xét hôm qua tôi bị người ta bắt cóc cái gì lưu giản giật mình một bà níu lấy cánh tay lương mạt giơ lên có bị thương ở đâu không ai làm lương mạt thu hồi tầm mắt quay đầu lại không việc gì không phải tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây sao lưu giản thả lòng thần sắc vừa nhìn quanh bốn phía vậy là ai nằm viện tôi vào thang máy đây tạm biệt lưu giản không khỏi đi theo cùng lương mạt chen nhau trong thang máy có khi nào là hoác lão gia tử bên kia tôi lương mạt ngẩng đầu nhìn hắn chuyện thẩm tâm lê có lẽ ông ta cho là chiêm đông kình làm tôi không biết tôi lương mạt lên đến tầng trên cùng bây giờ tôi không quan tâm những chuyện này nhìn bóng lưng lương, lương mạt đi ra lưu giản đưa tay chặn ngang cửa thang máy vậy em quan tâm cái gì cô cũng không quay đầu đi thẳng lên trước có thể khiến cô để tâm như vậy Ngoại trừ trên đông kình còn có thể là ai Lưu giản thu tay lại Cửa thang máy chậm rãi khép dần Bóng dáng lương mạt bước nhanh rời đi Cũng từ từ thu hẹp trong đáy mắt hắn Cho đến khi biến mất giữa khe hở Tôi lương mạt trở lại phòng bệnh chân đông kình còn chưa dậy Cô để thức ăn lên bàn trà Sau đó gión ra gión rén đi tới trước giường Cô đi tới gần nhìn xem sắc mặt đông kình Người đàn ông thỉnh lình mở mắt lương mạt lập tức đứng bật dậy trên mặt ửng đỏ không giấu đi được tay đỡ hơn chút nào không đỡ nhiều rồi đông kình giơ tay lên không có ảnh hưởng gì cô biết là anh đang an ủi tôi lương mạt đỡ hắn dậy ăn sáng nhé đông kình thấy cô ngoan ngoạn ôn thuận giống như thay đổi thành người khác vết thương trên người thế nào rồi để bác sĩ kiểm tra qua chưa đều là vết thương ngoài da đông kình kéo cô đến bên cạnh vén vạt áo lương mạt lên Trải qua một đêm Những vết thương kia chẳng những không đỡ hơn Ngược lại nhìn thấy càng thêm giật mình Đầu kỉnh đưa tay phải sử lên Lương mạt đau đến giật đẩy người Lạt nữa bảo bác sĩ xem thử xem Tôi lương mạt đáp nhẹ một tiếng Cô đi theo đồng kỉnh vào phòng tắm Giúp hắn lấy kem đánh răng với nước xúc miệng Đồng kỉnh cười cười nhận lấy cái bàn chải Mấy ngày tiếp theo Em cũng đều hầu hạ tôi như vậy Được chứ Tôi lương mạt cầm lấy khăn lông trên giá bên cạnh đông kình khom lưng đánh răng tôi lương mạt xin qua gương nhìn động tác của người đàn ông dùng một tay hành động nhất định không quen hốc mắt lương mạt lần nữa chua xót. cô từ phía sau vòng tay ôm eo đông kình dán mặt lên lưng người đàn ông Trầm đông kình đưa mắt nhìn không nói gì chuyên chú động tác trong tay hắn chảy răng xong đứng dậy tôi lương mạt buông tay ra đem khăn lông thấm ướt vắt khô sau đó rẻ rạt lau mặt cho hắn máy kiếm nồng đậm đôi mắt thâm thúy sống mũi cao thẳng cùng với cái cảm khuân mẫu kiên nghị đều không bỏ sót đồng kình nhắm mắt lại cùng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh thật vất vả mới có được ngày. tôi lương mạt dùng thìa nhỏ múc một thìa cháo đưa đến miệng chiêm Đông kình hắn không quen lui người ra sau tôi tự mình làm tay anh đừng có lộn xộn tôi lương mạt nhất quyết môi mỏng dán lên mép thìa hắn chỉ đành phải mở miệng luôn cảm thấy rất quái lạ nhưng lại có phần ấm áp nói không thành lời đông kình kẽ rủ tầm mắt xuống tôi lương mạt lại gắp cho hắn cái sủi cào hấp tống các đẩy cửa tiến vào thấy một mán như vậy vội vàng lui ra ngoài bây lát nữa tôi bảo bác sĩ khám cho em em thật sự không sao lương mạt để chén cháo lên tủ đầu giường có kéo bàn tay trái bị thương của đông kình áp lên mặt mình em nợ anh một đầu ngón tay em không nợ tôi đông kình kẽ động ngón tay nhưng sau khi hết thuốc tê rất đau đem tim của em giao cho tôi đi Tôi Lương Mạt dù rẻ mi không lên tiếng, Đông Kình lần lượt cởi mở. Em giữ lại nó làm gì chứ? Chuyện với vệ tác là không thể nào rồi. Tôi không ngại ở chung một chỗ với em, của tôi chính là của em, em đương nhiên không nợ tôi gì cả." Tôi Lương Mạt buồn cười. Anh là muốn em ký khế ước bán thân sao? Tôi đã sớm đóng dấu em rồi. Cái khế ước bán thân kia chỉ là đồ bỏ thôi." Tôi Lương Mạt cẩn thận đặt tay hắn xuống. Chiêm Đông Kình anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn chưa người đàn ông khẽ kiêu mi nhìn cô em muốn kết hôn với tôi sao cô gái tránh đi tầm mắt em chỉ tùy tiện hỏi thôi nói thật trước kia tôi chưa từng nghĩ tới em cũng nhìn thấy rồi đấy kẻ khác không động vào tôi được một khi bên cạnh tôi có một người phụ nữ danh ngôn chính thuận cô ấy không thể nghi ngờ gì là người nhận nhiều uy hiếp nhất nói không chừng còn có con tôi sợ mình không cách nào phân thân được đông kinh liếc mắt nhìn tô lương mạt bên cạnh nhưng nếu đến cả cô ấy cũng không để tâm phần nguy hiểm này tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy dùng tất cả của tôi tôi lương mạt nghĩ đây có lẽ là lời tỏ tình chân thật cảm động nhất cô từng nghe lời tỏ tình sao cô mỉm cười coi như là vậy đi có bác sĩ với y tá đi vào phải thay băng cho trên đông kinh tôi lương mạt đứng dậy tránh đi nhìn y tá cẩn thận gỡ băng gạc tìm cô đột nhiên đau đớn thấy được cái vết cắt kia rất bằng phẳng một sợi dây kim loại giống dây thép màu nâu khâu quanh miệng vết thương hai chân tô lương mạt không nhịn được run rẩy tay chân đông kình thon dài đẹp mắt hôm nay lại có loại bị cảm khuyết thiếu tô lương mạt đứng ngược chiều ánh sáng cô suy đoán ý nghĩ của đông kình vào tối hôm qua lúc một đao kia đi xuống cô nhìn thấy bộ dạng cực lực nghĩ đau đớn tìm lúc ấy thật sự hỏng mắt người đàn ông cao chặt lông mày lương mạt cảm thấy từng tắc từng tấc đau đớn đều bị phóng đại đánh lên người mình. Bác sĩ với y tá dặn dò xong đi ra ngoài, đồng kình cần ở lại bệnh viện mấy ngày. Hắn từ nhỏ sức khỏe đã tốt, số lần treo nước biển càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồng kình cũng không thích để một cái ống truyền kiềm chế, vừa động đậy liền cảm thấy không được tự nhiên. Tôi lương mạt ở bên cạnh, phòng bệnh VIP đầy đủ tiện nghi, cơ mở tivi cho đồng kình xem giết thời gian. Tay trái đồng kình để trên mặt chăn, tôi lương mạt nghe thấy tiếng rên cực kỳ nhỏ, cô quay đầu lại thấy vẻ mặt đông kinh ớn lạnh hai đầu lông mày nhíu chặt cô kể lại gần một chút có phải rất đau không vẫn ổn đông kinh nói vẫn ổn tất nhiên là đau đớn khó nhịn tôi lồng mạt kéo tay hắn qua cô khom lưng động tác tỉ mỉ cẩn thận mát quanh chỗ bị thương cho hắn cô không biết có hữu dụng hay không chỉ muốn làm thứ gì đó cho dù là làm cho lòng mình dễ chịu hơn một chút ít đông kinh thấy một lọn tóc rơi xuống bên gò má cô tôi lương mạt áp chán lên mu bàn tay đông kình anh không cần cứu em thật đấy có gì mà thật với giả em cứ thấy mạng của em không đáng giá như vậy cái bộ dáng bình thường miệng lễ bén nhọn không thiên vị kia đi đâu rồi hai tay tôi lương mạt ôm chặt hắn trương đông kình em là đau lòng anh anh không nhìn ra được sao người đàn ông khẽ phác thảo cánh môi nơi khóe mắt chợt có một cỗ ấm áp sao động lương mạt tôi cũng vậy đau lòng em Lúc hắn từng nhát đánh lên người em Tôi thật muốn đem hắn xé thành tám mảnh Bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa Trên đông kỉnh hô Tống cát thò đầu vào Kình thiếu Nhị ca của tương hiếu được nếu muốn vào thăm ngài Để hắn vào đi Lơ giản là tay không đi vào Quả như là hắn đoán đúng Hắn nghênh ngang đi tới trước giường đông kỉnh Tôi nghe lương mặt nói anh nằm viện Tới xem thử Tôi lương mặt nhíu mày Cô đã nói khi nào chứ Hơi nữa cô với hắn có thân quen như vậy sao còn lương mạt nữa đồng kình ngồi dậy tìm một chỗ tùy tiện ngồi đi lưu giản kéo cái ghế gần đó an vị bên cạnh lương mạt ai làm thế điều tra ra chưa một tên thuộc hạ thuộc trong đường nắm rõ ràng thời gian lương mạt đi đến bến tàu liền tùy thời ra tay người là của tứ phong đường xem trùng là thù mới hận cũ gộp lại sáng nay lão đại của tứ phong đường gửi tới một đầu ngón tay cộng thêm những kẻ chết tối hôm qua coi như cho tôi câu trả lời thỏa đáng Lưu Giản gật đầu, Tứ Phong Đường có thể làm đến như vậy, trong thời gian ngắn, Đông Kình theo lý không thể truy cứu tưởng tận nữa. Dù sao kẻ gây chuyện là thuộc hạ, nhưng có khả năng là có hai lòng. Lão đại của Tứ Phong Đường bồi thường một ngón tay, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, tất nhiên đây chỉ là tạm thời. Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, một đôi mắt đào hoa nở rộ, cứ như vậy dán lên trên người Lương Mạt. Em gái, em không sao chứ? Tôi Lương Mạt cảm thấy đầu óc của hắn khẳng định bị cháy hỏng rồi, Ai là em gái của anh Ngày đó ở trên xe không phải em gọi tôi là anh rể sao Ờ Đúng vậy anh rể Lưu Giản cười cười Sau này qua lại với anh rể nhiều một chút Trên mặt trên đông kính cũng không có biểu hiện ra gì Lưu Giản nhìn về phía tay hắn Thật đáng tiếc Lúc ấy hắn muốn một bàn tay của anh Anh sẽ cắt chứ Không nghĩ tới Đông kình nhìn tôi lương mạt ở bên cạnh Tôi khát Tôi lương mạt đứng dậy không kịp đi tới máy đun nước trước cửa cậu đưa cái cốc cho chiêm đông kình người đàn ông cũng không đưa tay tôi lương mạt lại nghĩ có chuyện gì vậy hai mắt đông kình nhìn nhìn nước trong cốc lơ mạt bây giờ mới ngầm hiểu cậu vươn tay giữ thần cổ đông kình đưa miệng cốc dán lên môi hắn hắn lên uống hai hớp lưu dạn kẹ nhích miệng hai người này muốn đem bãi nôn ăn thay cơm sao trong lòng thấy khó chịu đi tới tìm trò kích thích này làm gì chứ em gái cũng rót cho tôi một ly đi Đông Kỳ nghe thấy hai chữ này, so với Lưu Giản còn cảm thấy khó chịu hơn. Lưu Lão Nhị này chính là da mặt dày, không có chuyện để làm. Tôi lương mạt nhìn về phía hắn. Nhớ trong bệnh viện khó uống lắm, anh muốn không quen đâu. Làm sao em biết tôi không quen chứ? Vậy anh thử thử xem. Lưu Giản ghét bỏ đẩy tay cô ra. Được rồi, em chỉ nhỏ nhen được như vậy thôi sao? Đối xử với tôi uyển thật tốt đi, tôi vẫn chờ uống rượu mừng của hai người đấy. Lưu Giản liếc cô. Nói đùa gì vậy, đáy mắt hắn thâm thúy quét về phía trên Đông Kình. Em hỏi hắn thử, có thể kết hôn với em không? Dù sao tâm tư Tô Uyển tôi nhìn ra được. Lâu Giản có chút bực mình vẫy tay đứng dậy. Mới sáng sớm đã làm nhảm cam giam, thôi đi đây. Không tiễn. Trên Đông Kình bổ sung một câu. Lâu Giản xoay người đi ra ngoài, Đông Kình dùng âm mũi hử lạnh một cái khinh thường. Sau này cách xa hắn một chút. Em chưa từng đến gần anh ta, Hàn toàn tính cái tâm tư gì em còn không nhìn ra được à? Nguyên một con sói xám đấy. Tôi lương mạt ngồi vào mép giường. Thật ra em cảm thấy lưu giản đặc biệt giống hồ ly. Nói hồ ly là còn nề mặt hắn. Hàn nói sói chính là sói. Tôi lương mạt kể sát mặt tới trước. Anh mới là lang sói, là ác lang. Đông kình đưa tay ôm eo lương mạt kéo cô về phía mình. Sắc lang không phải là càng tốt ư? Kiểm chế một chút đi, tay còn chưa đủ đau sao? Tay đau không có nghĩa là nơi khác cũng sẽ đau Tôi lương mạt là nhất quyết không dám để hắn làm bệnh, Để chân đông kính ngoan ngoãn nằm im trên giường Cũng thật sự gian nan Cô gần như không rời Luôn ở phòng bệnh cạnh hắn Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy tôi Lương Mạt ngồi trên đùi trên đông kình, tư thế hai người thân mật làm ổ trên ghế sofa, hắn trợn mắt xông lên trước. Kính thiếu còn đang bị thương trong người, cô làm sao có thể như vậy? Phải nói Hàn Tăng chính là không có mắt, đông kình vòng tay quanh eo Lương Mạt, Chuyện gì? Hoặc lão gia tử bên kia phái người tới Hôm nay làm tuần cho thẩm tâm lê Muốn mời ngài sang đó Hết tập 11 Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo